tin biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chữ tiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính chuyên và minh hạnh, và con xin đọc phần Bali Du để học. Khi vấn đề không phải tại tiếng Pali. Khi học vạn ngữ Pali có những khó khăn trong những xa lạ hay mới nhỏ về ngôn ngữ, thì chúng ta hay than phiền là tại Pali khó học. Thật sự thì ngôn ngữ nào cũng có cái khó. Tiếng Việt đối với người ngoại quốc cũng không dễ. Thử đưa ra một thí dụ trong tiếng Pali hoặc Anh ngữ thì nhân xưng đại danh từ tương đối đơn giản là á hăng hay toan. Nhưng khi dịch sang tiếng Việt thì rất phiền. Dịch tôi và anh cũng được. Dịch là ta và ngươi cũng được. Dịch là tao và mày cũng được. Tất nhiên là tùy theo ngữ cảnh và nhân vật được đề cập đến. Ngay cả ngữ cảnh và nhân vật rất rõ ràng, nhưng để đồng thuận trong sự chuyển ngữ cũng không đơn giản. Thí dụ trường hợp Đức Phật nói với chư tỳ kheo, bản dịch quen thuộc với phần đông là bản của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trước kia, bản dịch chưa sang định, sau này bởi những người khác, thì Đức Phật tự xưng là ta và gọi chư tỳ kheo là các ngươi. Sau này, một số người khác thì chuộng cách nói Như Lai và các thầy. Mặc dù từ Như Lai có cách dùng tương đối đặc biệt trong chánh tạng, thậm chí thân thương thì dịch là Như Lai và các con. Ngay cả cách xin gọi giữa các thầy tỳ kheo như Phàn Tê, từ gọi của vị nhỏ đối với vị lớn, và Avuso, từ gọi vị lớn đối với vị nhỏ, dịch chuẩn thì Phàn Tê là tôn giả, Avuso là hiền giả. Nhưng trong đời sống thực tế thì không ai xài tới, vì nghe cao sang hay kinh điển quá, người ta thường gọi là ngài hay pháp hữu. Thế hệ bây giờ có thể thêm chữ sư phụ để gọi các vị lớn, thế mới biết ngôn ngữ có tự tánh tiến hóa riêng. Ngữ nghĩa thì thường khi dễ lựa chọn, còn văn phong, văn khí thì tùy người dịch, người dùng. Những quyền từ điển hay tự điển không giúp gì. Những quyển từ điển hay tự điển không giúp gì về mặt này, mà ngay cả dịch giả uy tín cũng có khí chất riêng khi hành văn. Vậy thì nên chọn cách nào đây? Cái này mỗi người tự tìm câu trả lời. Nói vậy thật không vui chút nào. Và con đã xong phần Bali Du để học. Sau đây chúng con kính cung thỉnh ngài Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Kính thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có lớp học phản ngữ bài số 32. Và bài học này cũng là bài học cuối cùng của lớp phản ngữ vỡ lòng, với cái nguyên tắc là giáo trình là Bali Primer của giáo sư Lidi De Silva. Thứ nhất thì chúng tôi khuyên thưa rằng, lẽ ra ngày hôm nay nếu có Hòa Thượng Tiểu Siêu thì thật là quý, bởi vì thường là những lúc khai giảng một giáo trình hay là kết thúc một giáo trình,
mà có hòa thượng chứng minh thì thật là hoan hỷ. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay hòa thượng sức khỏe không tốt. Hôm qua thì khi hòa thượng giảng thắng pháp, hòa thượng cố gắng lắm, nhưng mà hôm nay hòa thượng không khỏe, và do vậy chúng tôi phụ trách cả buổi học ngày hôm nay. Và dĩ nhiên trong lúc giảng bài thì nếu có chư tăng vào đó, thì chúng tôi sẽ lên đọc để các ngài có thể chia sẻ một vài điều. Và hôm nay cũng thú thật quý vị một việc đó là khi chúng tôi làm việc đó, thì có nhiều khi cũng hơi chủ quan một chút, là mỗi ngày á, thì những lúc mà chúng tôi khỏe đó, thì lựa thì chúng tôi hay thường là buổi sáng thì dậy tụng kinh chút, rồi sáng sớm tụng kinh chút, rồi chúng tôi mới bắt đầu làm việc. Thẳng ra là buổi sáng sớm thức dậy uống ly trà hay ly cà phê rồi bắt đầu làm việc. Sáng sớm này mở bài ra thì thưa quý vị, chúng tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thứ thật quý Phật tử là hơi ngạc nhiên là bài cuối cùng mà giáo sư Lini Shiva thì lại đưa ra bài rất là dài. Lát nữa quý vị nghe đọc bài, quý vị thấy bài rất là dài. Mà trong lúc đó những bài học trước đó đó, và những bài học trước đó thì chúng tôi cảm tưởng nó ngắn ngắn một cách, nghĩa là nói theo tiếng Việt mà thông thường bây giờ gọi là ngắn ngủn á, chắc ngủn. Có những bài ngắn lắm, ngắn đến nỗi mà chúng tôi chỉ có một phút rồi chúng tôi đã làm xong bài thôi. Nhưng mà hôm nay thì mất mất tương đối nhiều thời giờ, mà cũng không hiểu là tại sao cái bài cuối lại dài như vậy, có dụng ý gì chúng tôi cũng chưa biết. Và thông thường thì thí dụ chúng tôi đoán là những cái bài nó ngắn là do giáo sư Lydia Siva không có muốn các học viên phải phải vất vả nhiều khó nhớ. Nhưng mà chúng tôi phải nhận rằng nếu mà chúng tôi không có trung thành với giáo trình đó, thì cái bài hôm nay quý vị học chúng tôi phải chia làm ba bài rồi. Dạ, cái gì ba bài, nhưng bài này thì thôi thì bài cuối cùng. Quý vị học bài cuối cùng rồi tuần tới này đó. Dạ, tuần tới thì chúng ta sẽ đổi sang một cái giáo trình mới gọi là học Phạn ngữ và Kinh Phật Cú. Thì chúng tôi cam đoan với quý vị là giáo trình này do Hòa Thượng Từ Siêu biên soạn đó, sẽ vui hơn, học dễ học hơn. Và bản thân của Hòa Thượng Từ Siêu thì Hòa Thượng sẽ hoan hỷ hơn. Thú thật mà nói thì những cái giáo trình dạy nào đó mà ngay các vị giảng sư đó mà khi mà soạn mà hoan hỷ rồi và giảng mà cũng hoan hỷ nữa, thì giáo trình đó chúng tôi tin chắc là quý Phật tử được nhiều lợi lạc. Nói như vậy thưa quý vị, thực tình mà nói thì Hòa Thượng Từ Siêu là một vị tương đối là chuyên về, Hòa Thượng dành nhiều thời giờ để soạn dịch, biên khảo, viết sách. Và khi mà viết sách thì Hòa Thượng thường là có khi Hòa Thượng viết rất là cô động, bởi vì nó là sách tham khảo mà, hay hoặc giả là viết cho nó đủ theo cái nội dung của quyển sách. Do đó khi mà Hòa Thượng đưa những cái giáo trình đó vào trong lớp học á, thì nhiều lúc á, là ngài hơi ngài cảm thấy cái đoạn đó nó hơi hơi ngắn một chút, tại vì hoặc là nó quá ngắn hoặc là quá dài, cái này chúng ta cũng thông cảm. Tại vì quý vị biết sách đọc, sách tham khảo với sách giáo khoa nó khác nhau, nên khi mà chuyển sang cái giáo trình Kinh Pháp Cú này đó, thì chúng tôi tin rằng Hòa Thượng đã đi vào một thế giới mà Hòa Thượng quan hỷ vì ba lý do. Lý do đầu tiên đó, dĩ nhiên quý vị biết là cái nghề dạy Bali là nghề của Hòa Thượng Từ Siêu. Dạy Bali là nghề của Hòa Thượng Từ Siêu, thành ra khi mà phân tích về Phạn ngữ thì Pháp Cú câu nào cũng phân tích Phạn ngữ. Và Hòa Thượng còn làm được một cái việc mà còn đặc biệt mà chưa từng có, đó là Hòa Thượng đã sắp xếp lại những câu kệ Bali thành ra cái văn xuôi, từ văn vần văn xuôi, thành ra sau này những người mà
những người mà sử dụng cái dịch tiếng Pali sau này sẽ dễ chịu hơn và thấy cái chủ từ, động từ, tính từ. Tại vì có nhiều khi trong trong cái thi kệ lạ lắm, thưa quý vị, chúng ta để cái chủ từ nằm cuối hay là động từ nằm cuối, đọc mấy rồi đổi thì không hiểu gì hết. Thì hòa thượng làm công việc cho chúng ta. Nên chi chúng tôi tin rằng giáo trình phương pháp cú đạt cái tiêu chuẩn đầu tiên là về Pali, và thứ hai nữa đó là ở trong giáo trình kinh kinh pháp cú thì lại có cái nhiều cái sự trình bày rộng rãi ý nghĩa của Phật pháp. Không phải là một môn mà thuần về ngôn ngữ như là chúng ta học giáo trình Phạn ngữ đây. Quý vị biết rằng chúng tôi phải biết thêm là Pali vui để học hay là Pali Nhật hành đó là để làm gì, để quý vị uống thuốc, đầu thống tán ngoài cảm tán mà nhét vào trong trái chuối dễ ăn hơn. Chắc là bây giờ không còn ai biết cái thuốc này đâu, nhưng mà hồi chúng tôi còn nhỏ đó có cái loại thuốc gọi là thuốc tán, thưa quý vị, thuốc tán này khó nuốt lắm. Thành ra mỗi lần mà thân mẫu chúng tôi mà cho anh em chúng tôi uống thuốc là phải bỏ thuốc trong trái chuối ấy. Rồi vừa ăn chuối nuốt trọng luôn rồi uống thuốc tán. Thì chúng ta học giáo trình Bali này đó thực sự nó hơi khô khan, và phải nhận lời văn phẩm hơi khô khan. Thành ra chúng ta viết thêm phần Bali vui để học hay là kinh Nhật tụng á, và Bali qua kinh Nhật tụng á, thì để có thêm thêm này thêm kia cho quý vị cảm thấy thay đổi không khí chút. Nhưng mà giáo trình tới kinh Pháp Cú á, thì quả thật là rất là hoan hỷ là quý vị sẽ nghe về ý nghĩa Phật ngôn, chẳng những vậy mà còn có duyên sự, tức là còn có tích truyện, và qua tích truyện đó thì chúng ta lại trở về với thời đại của Đức Phật, đã đọc rất nhiều câu chuyện về những cái cao quý, những cái tầm thường, những cái xấu xa của con người xảy ra. Thì cái giáo trình Phạn ngữ sắp tới đó, nó vừa là học tiếng Pali mà vừa giống như Phật pháp. Và dĩ nhiên là quý Phật tử có thể là lưu ý về Phật pháp nhiều hơn là ý nghĩa của pháp nhiều hơn tiếng Pali, nhưng không sao hết. Nói theo ông bà chúng ta là khi bị uống thuốc nó không bổ về ngang bổ về dọc, chúng ta biết có hại vậy không, nhưng mà chúng ta cứ cứ uống thuốc thì bị nó sẽ có cái lợi lạc. Vì vậy quả thật là sau rất là nhiều lần đắn đo thì cuối cùng chúng ta đã chọn được một giáo trình dạy Phạn ngữ mà chúng tôi tương đối là thấy 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 hài lòng. Chúng tôi thấy hài lòng, thấy vững tin là giáo trình này đó là vị giảng sư sẽ khoan hỷ, quý Phật tử sẽ khoan hỷ, và có thể nó là một cái nền tảng mà ở trong tương lai đó chúng ta sẽ lựa chọn. Sẽ lựa chọn. Thật ra thì đã có lúc chúng tôi lựa chọn cái giáo trình bằng những câu Phật ngôn, nhưng mà sau cùng thì chúng tôi thấy rằng khi mà đi vào những cái đoạn Phật ngôn trích giảng đó đó thì nó lại thiếu đi một số cái điều kiện, như là ngắn gọn, như là có tích truyện, có duyên sự. Thành ra đi vào thế giới Phật ngôn nó giảng hồi chúng ta không có phân tích về Phạn ngữ được, đó là cái khó. Thành ra hôm nay là bài học cuối cùng. Chúng tôi tin rằng dù rất là dài nhưng mà chúng ta cứ kết thúc đi, kết thúc để tuần tới thì chúng ta chuyển sang giáo trình mới. Nhờ qua chúng ta đã qua tháng giêng rồi, qua tháng giêng âm lịch rồi thì cũng nên có giáo trình mới, cũng như nhà nông mà ra giêng rồi, qua khỏi tháng giêng rồi thì người ta cũng chuẩn bị đi cày cấy hết tháng ăn chơi rồi, bây giờ tới cày cấy thì vào tháng mới, và tuần lễ mới của tháng tháng hai thì chúng ta qua khỏi tháng giêng âm lịch rồi thì chúng ta nên bắt đầu cái giáo trình mới. Và thưa quý vị, hôm nay thì lẽ ra đó khi nãy nếu chúng tôi không có bận thì chúng tôi vào chúng tôi sẽ cho quý vị học tiếng Phạn trước, và học tiếng Phạn xong đó thì chúng tôi mới nói sang phần Pali vui để học phần Nhật hành. Bởi vì lý do mà chúng tôi thường để Hòa Thượng Từ Siêu giảng cái phần Pali vui để học trước đó, là bởi vì chúng tôi muốn là ngày nói xong ngày đi nghỉ sớm. Hôm nay thì từ đầu chí cuối chúng tôi sẽ phụ trách nên chi nó không cần phải thiết phải như vậy. Nhưng mà khi mà chúng tôi sắp vào đó, thì có công việc chút xíu nên vào hơi trễ, thì lúc đó quý vị đã đọc rồi thì thôi chúng ta cứ cứ làm lặp lại
Hôm nay là ngày cuối cùng, không có cần phải thay đổi gì đâu. Cứ theo cách là từ xưa giờ là vô đầu là cứ Bali vui để học trước. Thì thưa quý vị, phần Bali vui để học hôm nay đó, chúng tôi muốn đề cập đến một điều là khi mình học một cái ngôn ngữ mới, và trong trường hợp này là học tiếng Bali đó, đôi khi cái khó nó không phải đến từ tiếng Bali, mà cái khó nó đến từ ngay cái tiếng Việt của chúng ta. Một cái khái niệm mới, một cái sự khác biệt về văn hóa, nó khiến cho chúng ta đôi khi cảm thấy lấn cấn, cảm thấy khó khăn. Nó có nhiều cái sự khác biệt về văn hóa lắm, nhiều khác biệt lắm. Quý Phật tử mà học mà ở trong lớp học này và học trong kinh tạng đó, thì quý vị ít có gặp cái những cái gọi là phản cảm đó. Nhưng mà khi mà quý vị học trong lục tạng á, mà quý vị nghe Đức Phật ngài quở trách chư tỳ kheo, thì cái lời quở trách chư tỳ kheo á, ở trong đó Đức Phật ngài luôn luôn có cái hàm ý là ngài nhấn mạnh cái điểm đó là điểm không nên làm, điểm nên tránh, và ngài cũng có một lời nhắn nhủ cho hậu thế về sau phải noi theo. Thật ra nếu mà gặp cái vị dịch á, mà cái văn phong mà theo riêng của các vị đó mà dịch á, thì đôi khi nghe nặng nề lắm, nghe giống như Đức Phật nổi giận lên. Cái chuyện như vậy mà Đức Phật nổi giận lên, Đức Phật ngài ngài nói rằng cái chuyện đó là một chuyện làm thiếu trí, chuyện đó là cái chuyện sai lầm, chuyện đó chuyện không thích hợp, rồi ngài ngài vẫn mà Đức Phật không có sân si. Bởi vì cái văn phong á, dịch nó khó lắm thưa quý vị, rất là khó, khó lắm. Càng đi sâu vào trong cái thế giới của dịch thuật á, thì chúng ta mới thấy rằng nó không có dễ đi chuyên chở, bởi vì người Pháp còn nói dịch là phản. Và quý vị dịch kinh, quý vị dịch sách vở ngoài đời nó đã khó rồi, mà dịch kinh điển là nó càng khó nữa, và đặc biệt là cái ngôn từ mà xuất phát từ kim khẩu của Đức Thế Tôn lại càng khó nữa. Cái đó khó lắm, phải là một người có cái thấm nhuần, có cái cân nhắc, và phải quen thuộc với cả hai cái ngôn ngữ, thì chúng ta mới có thể chuyển tải được những ý nghĩa ở trong một cách thích hợp nhất. Mà cho dù vậy nó cũng có lấn cấn, và điều lấn cấn đó là chúng tôi đã nói ngày hôm nay nó cũng liên quan đến điều mà chúng ta sắp học, đó là nhân sinh đại danh từ. Giờ quý vị biết rằng ở trong một số các ngôn ngữ thì cái danh từ mà xưng, cái tự xưng chính mình mà gọi người khác á, ngay cả trong tiếng chữ Hán, nó cũng đơn giản hơn tiếng Việt của chúng ta, đơn giản hơn trong tiếng Việt. Về điểm này á, thì những cái chữ mà chúng tôi được biết á, những ngôn ngữ mà chúng tôi biết, dĩ nhiên nhiều ngôn ngữ khác, thì tiếng Việt là một trong những tiếng rất rắc rối về vấn đề danh xưng. Thí dụ như là chúng ta hay cười người Tàu nó là ngộ với nị, người Quảng đó, nó ngộ với nghịch nị, tức là tôi với anh, hay là tao với mày, tao với tôi, hay tiếng Anh là I với you. Khi chúng tôi qua bên Mỹ mà có đôi lúc chúng tôi ở Mỹ mà nghe những người Việt Nam mà họ họ dịch lại đó, họ nói chuyện ở trong sở người này kia, họ dịch với I với you là tao với mày, tao với mày. Khi họ dịch lại, họ nói chuyện với chư tăng ngoại quốc thì cũng là tao với mày, cái gì cũng tao với mày chứ ai với nhiêu. Ở trong tiếng Bali cũng tương tự như tiếng Anh vậy, thì giống như tiếng Tàu ngộ với tiếng Quảng, tiếng Tàu mà nói là ngộ với nì vậy đó, ngộ nì tức là chúng ta nói là a hăng rồi toán, a hăng là cách xưng chính mình là tôi là ta, và cái gọi cho cái người đối diện mình đó là anh, là ông, là gì đó, là chị, là cô, chú, bác. Nhưng mà tiếng Việt Nam chúng ta thì rắc rối nha. Cái này rất là rắc rối. Đôi khi mà chúng tôi cũng lúng túng đó thưa quý vị. Chúng tôi là người Việt Nam mà chúng tôi cũng lúng túng. Thí dụ như là thường là quý Phật tử nữ thì dễ. Dù Phật tử nữ dù trẻ hay già, vì chúng tôi gọi là cô hết. Thí dụ như sao bữa nay cô Linh khỏe không? Hay là cô Khánh Nguyên khỏe không? Mặc dù cô Linh, cô Khánh Nguyên đều là mẹ con, nhưng mà chúng tôi gọi ai mà cô cũng được.
hay là ở chùa có cô Soan, hay là những cô lớn, cô Từ Thuận, chúng tôi gọi là cô được hết thì dễ. Nhưng mà phật tử nam thì hơi khó chút. Phật tử nam thì chúng tôi hay gọi là đạo hữu, và nhưng mà đôi khi nó cũng trớ trêu. Ví dụ như có một người mà rất là thân thân lâu lắm mà nói chuyện riêng tư, thường không gọi là đạo hữu, mình gọi là bác, bây giờ quen rồi mình đổi đạo hữu, mới xin của nó mấy vị đó nó bữa nay xin gọi con, xem nghe xa lạ quá. Nhưng có những người chúng tôi quen gọi là đạo hữu rồi thì hồi trước giờ đi đâu gọi là đạo hữu hết, thì nghe rất là cũng quen tai. Nghe rất cũng quen tai. Và có nhiều khi gọi là ông chú. Chúng tôi thì ở trong cương vị một nhà sư Nam Tông á, và đặc biệt chúng tôi trong nhà sư hồi nhỏ được giáo dục đó là không có gọi Phật tử bằng con. Và tại khi mà cái chuyện xưng hô một cách lễ phép đó là do cái người người đối diện họ tử, chứ mình là nhà sư mình không có gọi họ như vậy. Và bản thân của chúng tôi cũng không có xưng bằng sư. Chúng tôi thường nói với đám đông chúng tôi xưng bằng chúng tôi hay là bằng tôi thôi. Thì cái chúng tôi và tôi đó, mặc dù chữ chúng tôi đó là số nhiều, nhưng mà tôi lại là số ít. Đối với một người nói chuyện như một nhà sư nói đám đông Phật tử thì chúng tôi
nhưng mà cái chữ mà ta với ngươi á, đối với cá nhân chúng tôi hay hòa thượng Từ Siêu hay sư Đại Khánh đó thì chuyện đó bình thường, tại vì chúng tôi đã quen với cái văn phong đó từ hồi còn nhỏ rồi, nhưng mà bây giờ thì nó lại khác. Bây giờ thì nó lại khác. Hòa thượng Nhất Hạnh á thì hòa thượng hay dùng cái chữ tôi với thầy, thầy thầy là cách Đức Phật gọi chư tỳ kheo. Thì thật ra cái chữ thầy đó nó mang cái tính là mình gọi trong cái ngôn ngữ Việt Nam nhiều hơn. Ngôn ngữ Việt Nam, Pikkhu là hỏi những khất sĩ hay là những tu sĩ. Đức Phật thì gọi là Pikkhu. Dĩ nhiên Đức Phật dùng chữ tăng, tăng là du á, thì ở trong đó không có cái nghĩa gì là thành ra đây là cái khó, rất khó. Khi mà chúng tôi nói chuyện với chư tăng á, thì các vị nhỏ chúng tôi hay gọi là sư, tỳ kheo cũng gọi là sư, sa di vị sư, những vị sư, và lớn hơn chút thì chúng tôi hay dùng cái chữ gọi là đại đức hay là thượng tọa. Và các ngài cũng thế hệ đi trước, mà các ngài người miền Nam hay gọi là ông, ví dụ ngài Hộ Tông hay gọi là ông, ngài Tịnh Sự gọi là ông, ngài Hộ Giác cũng gọi là ông. Nhưng mà cái tiếng ông mà các ngài gọi đó nó lại có một cái ảnh hưởng tiêu cực. Ảnh hưởng tiêu cực ở điểm đó là người Phật tử mà cư sĩ, mà đặc biệt là Phật tử cư sĩ người miền Nam đó, và những vị mà ở gần các ngài đó, như ngày xưa có số Phật tử ở gần ngài Hộ Giác, ở gần Hộ Tông, ở gần các ngài lớn đó, mà gọi chư tăng bằng ông đó, là cái tiếng này tiếng rất là vô phép, nhưng mà người Phật tử lại không biết. Thí dụ như nói là quý vị nói là ông giác hạnh hay là ông giác trí, ông này ông kia, người Phật tử mà gọi chư tăng mà gọi vắng mặt mà gọi là ông á, thì cái danh từ là rất là quen với cái dân miền Nam, nhưng mà nói lại là một từ rất là vô phép. Thí dụ như là các ngài á, thí dụ như ngài Hộ Giác, ngài lớn, ngài gọi gọi từ Bửu Phương là ông Bửu Phương, ngài nói chuyện được, nhưng mà nếu người Phật tử bắt chước theo cái gọi các ngài là chuyện đó rất là sai. Thì ở đây chúng tôi cũng xin đính chính một chút. Quý vị có còn nghe chúng tôi nói không vậy? Thưa quý vị, thì ngay cả khi mà Phật tử ở gần các ngài lớn, cái cách xưng hô, cách nói năng của các ngài đó, nhất là các ngài người miền Nam á, thì quý vị nên cẩn trọng, không nhất thiết là cái gì các ngài nói mình cũng cũng gọi như vậy đâu. Thí dụ như ngài Hộ Tông hay ngài Tịnh Sự, mà ngài Hộ Giác mà gọi các chư tăng mà ông này ông kia đó, thì cái này là cách gọi riêng của các ngài. Chứ Phật tử không không nên bắt chước, mà bắt chước sẽ nói giống như các ngài. Và rồi sau này đó, cái chữ mà chữ ngài thường được gọi cho các vị lớn tương đối phổ thông trong Phật giáo Nam Tông. Một cái người Phật tử ấy, mà dùng chữ ngài để gọi cho, để xưng hô với các vị lớn ấy, mà gọi là ngài đó, thì là cái đó là mình biết là người Phật tử đi chùa Nam Tông nhiều, hay gọi là các ngài. Mình gọi ngài Hộ Tông, ngài Giới Nghiêm, ngài Tịnh Sự. Và rồi khi mà mình nói chuyện thì cũng và bạch ngài. Cái đó là cái mà xưng hô. Tuy nhiên có một cái từ khác mà ngày nay nó trở nên rất là quen với nhiều vị sư trẻ, những vị mới tu sau này đó, là cái chữ mà trước kia bên Nam Tông không hề có, đó là chữ sư phụ. Chữ sư phụ thì thí dụ như một vị sư mà gặp một vị sư lớn mà các vị có lòng hơi kính trọng đó, thì các vị không có gọi là ngài hay là thượng tọa hay là hòa thượng, mà gọi là sư phụ. Thì cái chữ sư phụ này đó, nói trong cái danh từ đúng nghĩa đó là gọi bị thầy dạy mình hay thầy cho mình tu. Nhưng mà cái chữ sư phụ bây giờ ở chúng tôi nhận thấy chư tăng Nam Tông á, thì gọi nó có cái tính cách như là
phổ thông. Và một vị sư nhỏ gặp vị sư lớn mà muốn gọi cho tất cả thân đình chúng thì dùng cái chữ sư phụ, nhưng mà cái cách gọi đó nó không có trước kia trong Phật giáo. Thì quý vị biết rằng cái này nó cũng hơi mang cái tính cách là theo thời thượng, nó có một cái xu thế như vậy, người ta gọi chung như vậy chứ nó cũng không phải là chuẩn đâu. Và đây là vấn đề của tiếng Việt. Như người Việt Nam chúng ta mà ra ngoài đó, mà gọi một người là anh là chú, đôi khi nó nhạy cảm. Mình gọi là anh đó thì người ta nói mình coi ta nhỏ bằng mình, mà gọi là chú người ta nói mình chê người ta già. Thì nó khó không? Thì rất là khó. Và riêng về khi mà bản dịch mà dịch ở trong kinh đó, thì chúng ta có thể nói rằng lựa chọn một cái nhân xưng đại danh từ là cái chuyện đó mệt, rất là mệt. Một cái chữ mà chữ Tăng thường dùng nếu mà lớn nhỏ đó gọi là pháp hữu. Pháp, nhưng mà những pháp hữu đó, nó không có trong kinh. Ở trong kinh không dùng cái chữ pháp hữu. Ở trong kinh có cái chữ pháp lữ hay pháp hữu giống nhau, đều là những vị đồng tu gọi là pháp hữu, pháp lữ. Thì chúng ta nên hiểu như vậy là thường thường á, là khi mà ngài Xá Lợi Phất nói chuyện với chư tỳ kheo á, thì ngài Xá Lợi Phất ngài cũng dùng cái chữ toan, nhưng mà giống như du vậy đó, hay là chữ avuso. Chữ avuso gọi là hiền giả. Và hòa thượng Minh Châu á, nhỏ lớn, hồi chúng tôi còn nhỏ lớn thì hòa thượng hay gì là chư hiền, chư hiền tức là chư vị hiền giả đó. Thì chư hiền nghe cũng thân thương và nghe cũng dễ nghe, chư hiền. Nhưng mà cái chữ chư hiền hay là chư vị hiền giả đó, nó chỉ hoàn toàn là trong văn viết. Ở ngoài đời thì chúng ta không có, ít có nghe ai gọi là chư hiền lắm. Ở trong giới Phật giáo, như chúng tôi thường nói chuyện với chư tăng ở trong room là xin đảnh lễ chư tăng, hay là chư tăng gọi chung là chư tăng thôi. Chứ nhưng mà chữ chư tăng đó nó lại là một chữ sai nha quý vị. Nói chuyện về ngôn ngữ rất là mệt thưa quý vị. Tăng á, là đã số nhiều rồi, rồi thêm chư tăng nữa tức là nhiều cái cộng đồng tăng lữ, thì nghe nó không đúng. Đã tăng rồi mà còn chư nữa thì không có đúng. Nhưng mà gọi rất cũng quen, xin đảnh lễ chư tôn đức thì được, nhưng nói đảnh lễ chư tăng thì nếu mà chúng ta nói cho kỹ thì tăng chỉ có một thôi chứ không có chư. Bây giờ chúng ta phải làm chịu quen rồi, ai cũng nói lên chùa gặp chư tăng thì cái chữ tăng đó đó chỉ cho các vị tu sĩ gọi là tăng sĩ. Chư tăng nghĩa là chư vị tăng sĩ, nhưng mà chữ tăng nó đúng nghĩa nó là gọi nhân danh từ số nhiều. Chư vị tu sĩ thì được, nhưng mà họ không ai nói chư tu hết mà ta nói là chư tăng. Thật ra nhiều, nhiều lúc cứ ngôn ngữ mà mình đây mình chia cho kỹ nó lộn xộn rất là lộn xộn. Tăng có nghĩa là hợp chúng. Thành ra nếu quý vị nghe chúng tôi nói thường, chúng tôi không có nói chư tăng, chúng tôi nói chư tôn đức, đảnh lễ chư tôn đức, kính bạch chư tôn đức, chứ không có nói chư tăng. Mặc dù cái chữ tăng là rất là quen thuộc, tăng đã là số nhiều rồi, thành ra chúng ta không có dùng chữ chư. Cũng như mình hay nói là các vị chư thiên. Chư chư thiên là số nhiều rồi mà bây giờ các vị nữa rồi rồi trong đó. Thưa quý vị, rồi bây giờ chung cuộc trở lại thì khi mà chúng ta dịch Đức Phật gọi chư tăng, Phật gọi sao? Thì như chúng tôi nói rằng và thứ nhất hạnh gọi từ Minh Châu thì dịch là Đức Phật xưng là ta, rồi gọi các thầy là các ngươi, và ta và các ngươi. Thì có nhiều người họ phản cảm với cái từ đó, tại vì cái từ đó nghe nó hơi có vẻ là Đức Phật ngày 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 sau á, ngày không không phải là một người nho nhã. Thật ra họ như mà tự nhiên dịch là tôi và các thầy. Thì có nhiều người đó dịch Đức Phật gọi chư tỳ kheo là các thầy, nghe đó là sao á. Nghe nó sao cái tôi và các thầy. Thì mỗi người một ý. Và cái chữ có nhiều khi dịch là Như Lai và các con. Các con thì như chúng tôi nói quý vị là cái chữ các con á, mà ông thầy lớn gọi cho học trò nhỏ thì nghe cũng được, Đức Phật gọi chúng ta nghe cũng được. Nhưng mà
du hay là chữ toan mà vậy là các con thì cái đó cũng hơi hơi miễn cưỡng chút á, tại vì chữ các con chỉ giống như cha mẹ thầy tổ gọi các con, và cái chữ Như Lai đó cũng là một chữ rất là tế nhị. Chữ Như Lai tế nhị là bởi vì Như Lai đó là một danh từ rất nhiều nghĩa, và có đôi khi Đức Phật ngài dùng cái chữ Như Lai để tự xưng. Như Lai là người chỉ đường, nhưng mà thường thì khi Đức Phật dùng cái chữ Như Lai đó là ngài muốn nhấn mạnh điểm gì đó, dạ, ngài nhấn mạnh điểm gì đó rằng đôi khi người ta dịch như Chaitanya Bhikkhave Kammang Vadami, ta nói cho các thầy lúc trong cái văn cảnh đó, các tỳ kheo này, các tỳ kheo ta nói cho các ngươi là này, các tỳ kheo ta nói này, kia ta nói chính chủ tâm tạo tác là nghiệp, nhưng mà có nhiều người dịch là này các thầy, này các con, Như Lai tuyên bố hay là tư tâm sở là nghiệp, hay là thì chủ tâm tạo tác là nghiệp, vân vân. Thì ở đây nó lại cả là một cái một cái chuyện đó không có dễ lựa chọn, rắc rối. Hôm nay là mai là hòa thượng Tề Sư bị bệnh đó, chứ nếu mà hòa thượng Tề Sư khỏe, hòa thượng nói điểm này chắc hòa thượng còn dùng cái chữ rắc rối nhiều hơn chúng tôi nói đó, tại vì tiếng Việt Nam chúng ta lộn xộn trên trên phương diện này đó. Nói tóm lại trong bài học này, trên phương diện này đó, thì chữ chữ cái gọi là nhân xưng đại danh từ đó thì rắc rối về phần tiếng Việt chúng ta nhiều hơn là tiếng Phạn. Tiếng Phạn thì tương đối đơn giản, đơn giản hơn. Còn tiếng Việt của chúng ta thì rắc rối, lâu lâu chúng ta cũng phải công bằng chút chứ đừng bao giờ đổ thừa cái gì Bali cũng khó hơn tiếng Việt. Hồi chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, chúng tôi nhớ có cái kỷ niệm là sống ở Long Thành á, mấy vị sa di với tử ngồi tụ họp bàn bạc với nhau, mà lúc đó còn nhỏ thôi, thì lúc đó ở trong chùa có dạy tiếng Anh, có dạy chữ Việt, và thỉnh thoảng sư trưởng cũng đã nói chữ Hán, thì mấy vị sa di tỳ kheo mới nói với nhau về đó, mình nói tới nói lui thôi, tiếng Việt mình nó hay vô cùng, ở trên thế giới này không có cái tiếng nào nó dễ như tiếng Việt. Tại vì lúc đó so với chữ Hán, so với tiếng Bali, so với tiếng Anh thì tiếng Việt mình nó dễ, nhưng mà mình nói về chữ tiếng Việt mình cũng khó lắm, và nó cũng rắc rối. Hay là có nhiều người rất là tự hào nói tiếng Việt mình phong phú, làm giống như là những ngôn ngữ khác không có phong phú, ngôn ngữ khác nghèo nàn, nhưng thực sự tiếng Việt Nam mình có những cái rất là ngoài nghèo nàn. Thí dụ như là mình nói là canh ngọt với canh mặn, cái ngọt đó nó không có giống cái ngọt của kẹo của đường, nhưng mình chỉ có chữ ngọt thôi. Và thì có nhiều khi mình chê tiếng Anh là tiếng Anh nói là hot là nóng, mà hot cũng là cay, cái sự trùng lặp như vậy ngôn ngữ nào nó cũng có, nhưng mà mình học có một thứ tiếng thành ra mình chê ngôn ngữ khác, cái thật ra thì nó là phong phú, tiếng Việt Nam chưa chắc là đã phong phú hơn những cái ngôn ngữ khác. Thì mỗi quốc gia nó có một cái ưu điểm về mặt này, ưu điểm mặt khác. Như trong tiếng Anh chữ rice có thể chỉ là lúa, rice có nghĩa là cơm, rice có nghĩa là gạo. Nói tiếng Mỹ vậy là dở quá, sao cơm gạo lúa dùng chữ rice. Nhưng mà tại đó phải là cái gì quen thuộc với họ, có những thứ thì họ họ phong phú hơn chúng ta rất là nhiều. Thí dụ như mình chanh nào cũng là chanh, nhưng mà chanh xanh chanh vàng thì chúng ta ăn có lime lemon chẳng hạn. Mình nói chuyện cái công tâm, và nói công tâm đừng có võ đoán, và nhất là đôi khi chúng ta phải nhận rằng nếu cái khó thì ngôn ngữ nào cũng có cái khó hết. Và hôm nay không phải là chúng ta chê tiếng Việt, mà chúng ta chỉ nói một điểm là trên phương diện và dịch thuật các thì có nhiều khi cái khó đó nó không nằm ở tiếng Phạn, mà cái khó nằm ở tiếng Việt của chúng ta, và điều đó chúng ta phải nhìn nhận một cách thành thật. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần thứ hai là Bali Nhật Hạnh. Hôm nay là cái ngày cuối của ngày cuối của
của lớp của giáo trình Bali Vỡ Lòng Bali Vui Đại Học. Thì ở đây chúng tôi chỉ có nói một câu rất ngắn, đó là thực hành thì cũng đúng, nhưng mà cái này xài rất là nhiều, đó là cái chữ xa thứ. Xa thứ, sở dĩ chúng tôi nói chữ này đó, nó có ba lý do. Lý do đầu tiên đó là về mặt văn hóa đó, thì người Phật tử của chúng ta nên lưu ý một điểm là trong đời sống hàng ngày đó, mình nên tập tùy hỷ với cái điều tốt đẹp của người khác, với cái phước báo của người khác, và với cái hạnh lành của người khác. Thấy người ta có phước, thấy người ta tạo phước, thấy người ta may mắn, thì chúng ta nên hoan hỷ. Đạo Phật gọi đó là tùy hỷ. Sự tùy hỷ đó đó, nó khiến cái tâm lượng của chúng ta được rộng và chúng ta có phước. Có một vị thầy than phiền với chúng tôi rằng, người Phật tử Việt Nam á, từ bi thì có nhiều nhưng mà hỷ xả thì ít. Tức là từ bi tức là cái tâm tử tế thương xót thì mình có nhiều, nhưng mà cái tâm mà hòa theo niềm vui của người khác, chung vui với người khác thì mình ít, và cái tâm mà gọi là an nhiên thì mình lại ít nữa, mình hay gây gổ. Không biết chuyện có đúng không. Chúng tôi cũng nghe thầy đó nói, đôi khi thấy cũng có lý, mà đôi khi cũng biết sao, chắc dân tộc nào cũng có chuyện đó, nhưng mà thường thường là từ bi có nhiều, hỷ xả có ít. Chúng ta nên tập khoan hỷ với người khác, và sự khoan hỷ tùy hỷ với cái phước lành của người khác đó, cái hành lành người khác, nó cũng là một điều tạo phước, gọi là buôn nhát kiri giáo thủ, gọi là một phước hạnh, và là một phước hạnh. Lạ lắm thưa quý vị, ở trong Phật Pháp ấy nói rằng, mình tạo phước rồi mình hồi hướng phước cũng có phước, mà mình tùy hỷ phước cũng có phước. Dạ, lấy ví dụ như là, hôm nay quý vị nghe Pháp xong quý vị nhắm mắt lại, nguyện cái phước này phục vụ nghe Pháp cái gì, mình hồi hướng cho chư thiên, hướng những người thân nhân của bạn, cái đó còn hồi hướng phước, cái đó cũng có phước. Nhưng mà mình thấy một vị MC lên đọc tiếng Bali đọc tốt quá, người này đang làm không biết tốt quá, mình ngồi là xa thú hoan hỷ, thì cái hoan hỷ đó cũng có phước. Có lẽ quý vị không tin điều đó, nhưng mà thật ra hoan hỷ tùy hỷ với phước cũng là một cái phước hạnh, mà hồi hướng phước cũng là một phước hạnh. Thì ở các cái xứ Phật giáo Bắc Tông á, người ta ít khi làm điều này, mặc dù có trong tiểu thuyết, nhưng mà nó chỉ là một cách nói. Thí dụ như là quý vị đọc truyện Kiếm Hiệp mà các vị hòa thượng Thiếu Lâm hay nói thiện tai, thì cái chữ đó, nó không có vẻ như tùy hỷ phước, mặc dù nó chỉ là lời khen thôi. Thiện tai là lời khen, nhưng mà cái ý nghĩa chính của cái chữ thiện tai, nó không phải lời khen, mà nó là tùy hỷ phước, là vui theo hòa theo vui báo. Chúng ta thì không có nói chữ tai, tại vì cái chữ tai là một thành chữ Hán, ở trong tiếng Việt chúng ta gọi là lành thai hay là thiện thai, thì chữ thiện tai đó chúng ta dịch là lành thai. Đó là cái chữ dịch của chữ sa thú, sa thú. Do vậy ở trong tại các xứ Nam Tông á, và các xứ Nam Tông như là Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia vân vân, thì cái chữ này họ xài rất là thường. Thí dụ như chúng tôi nghe một người Phật tử nói rằng, hôm nay đi chùa có gặp ngài Kim Triệu, có đảnh lễ ngài, thì chúng tôi nói sa thú. Thì cái sa thú này đó là nói xin tùy hỷ với cái phước lành cô đã làm là đảnh lễ ngài hòa thượng, hay là hôm nay giữ bát quan trai giới, nó sa thú là đảnh lễ, ít là tùy hỷ. Dạ, rất là hoan hỷ, tốt quá, giống như chúng ta nói chữ tốt quá, cái chữ sa thú chữ tốt quá là nói lên cái tâm tùy hỷ. Dạ, với vị đó. Thì những cái người nào mà thường nói câu này đó, thì điều đó là người làm được ba việc. Việc thứ nhất á, là hòa với cái niềm vui. Dạ, hòa với niềm vui về cái thiện hạnh của người khác. Điều thứ hai là xác định đó là một việc tốt. Xác định đó là một thiện pháp. Cái sự xác định đó nó rất là quan trọng trong đời sống của mình. Bởi vì nhiều khi á, mình thấy người khác làm phước mà mình ganh tị, mình chỉ thích thôi,
thì cái chỉ trích đó mình cho rằng điều đó không có phước, mình mới chỉ trích. Thành ra khi mà mình nói sa túc không phải là mình chỉ vui theo người khác mà mình còn khẳng định đó là một điều tốt. Và điều thứ ba đó là với cái mục đích là dẹp bỏ cái tâm đố kỵ ganh ghét. Con người mình lạ lắm chứ quý vị, cũng chiếc áo đó mà mình mặc á, mình khen là đẹp, người khác mặc mình chê. Cũng việc làm đó mà mình làm á thì mình nói là mình giỏi, mình tài, mình hay, mình tốt. Nhưng mà người khác làm á thì mình lại chê. Thành ra cái tâm lượng của chúng ta mà nó rộng á thì chúng ta mới an lạc. Tâm lượng chúng ta rộng nó mới tạo thành phước báo. Tâm lượng chúng ta rộng á thì chúng ta mới có thể ôm cả cuộc đời này vào trong tâm tư của mình, chứ không tối ngày chúng ta cứ chê người này chê người kia khoai thì nó cũng phiền. Nên cái câu mà sa thú lành thai đó nó lại là một cái thực hành rất là tốt, rất là tốt cho người Phật tử. Dạ, cho người Phật tử. Chúng tôi thì thường dùng điều này, nhưng mà chúng tôi chỉ dùng điều này cho những người Phật tử rất là hiểu đạo. Ví dụ họ đi chùa lâu, họ hiểu đạo, họ làm việc gì đó, họ nói hôm nay con có hùng phước để giúp cho những người đang bị chiến tranh ở Ukraine chẳng hạn, thì chúng tôi gửi một cái chữ duy nhất thôi là sa thú. Điều đó chúng tôi hoan hỷ với cái việc làm của họ. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói lại một chữ là khi chúng ta về các quốc gia Phật giáo đó thì có hai cái xứ, một á là Tích Lan, hai là Thái Lan. Thì cái cách phát âm của người Thái đó là sa thú, giống như là chúng ta thường. Thì chỉ sa thú là cái cách phát âm người Thái, người Việt Nam, người Thái thường đọc giống là sa thú. Nhưng mà khi nếu chúng ta qua bên Tích Lan á, mà chúng ta nói sa thú thì nó lại hàm một nghĩa khác. Sát thú là vị thầy, nhưng mà sa thú là nó có thể là cùng với cái chữ là ở Tích Lan nó có cái nghĩa là đi với kẻ thù. Mà người Tích Lan họ không nói là sa thú, mà họ nói sa đú, sa đờ hú, sa đú, sa đú. Khi mà người Việt Nam mình không biết qua Tích Lan mà có chuyện gì đó chưa tăng tụng kinh mình cứ nói sa thú thì mấy vị nghe nó chứng đại, nghe nó kỳ lắm. Chúng ta là không phải, thành ra chúng ta không có dùng chuyện khi mà nói chuyện nó sa đú, sa đú. Chúng tôi không biết, chúng tôi đọc trên thao thoát quý vị nghe có rõ không, sa đờ hú, sa đờ hú, sa đờ hú. Thì người Tích Lan mà khi mà họ nghe chúng ta nói chữ sa thú nghe rất là phản cảm. Tại là chúng ta đi qua có Tích Lan cẩn thận, qua Thái, qua Miến Điện thì không sao hết, ta nói sa thú không sao hết, nhưng mà qua Tích Lan thì nên rất là cẩn trọng về điểm này. Bây giờ thì thưa quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Chúng tôi có một việc để nhờ địa chỉ cho các vị bữa nay họ đến họ làm việc ở chùa chút, để chúng tôi xem coi trong chư tăng có vị nào để nhờ quý ngài hoàn chỉ giúp cho 5 phút. Giờ này thì không có chư tăng hết. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có thể nói với Phật pháp cho khoảng 5 phút không? 5 phút rồi sẽ trở lại để học một bài học ngày hôm nay. Giờ thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, con cũng thỉnh Sư Viên Thông cầm mic trở lại ạ. Sư cầm mic trong đạo tràng không có nghe được ạ. Dạ, cảm ơn Thanh Thủy. Dạ. Dạ, thưa vẫn y như vậy Bạch Sư. Sư coi lại phần âm thanh ạ. Đạo tràng chúng con không có nghe được âm thanh của Sư.
Dạ con xin phép sư viên thăm, sư có thể rời rừng trở lại coi có nghe được hay không. Hiện tại bà lần đời chúng con không nghe được. Alo alo, quý vị nghe hả chị? Alo 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 alo, nghe chuyện nghe được chưa? Ok rõ không? Ok cảm ơn. Nguyên Thâm muốn nói là trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một vị đệ tử của ngài là ngài Maha Kassapa, tức là ngài Đại Ca Diếp. Ngài Đại Ca Diếp thì trong kinh sách thì nói là ngài đã tu hành nhiều lần nhiều kiếp, đã từng là chư thiên, rồi vì cái quá khứ của ngài tu hành nhiều cho nên ngài sau này ngài không có muốn lấy vợ, mà cha mẹ ngài là muốn có đứa con để mà nối dõi gia đình, cho nên bắt ngài lấy vợ. Thì lúc đó thì ngài mới nói là con không muốn lấy vợ, nhưng mà nếu mà muốn mà tìm cho con người vợ thì phải người vợ như thế này. Thì ngài ta mới vẽ ra một người, một thiếu nữ đẹp tuyệt vời mà cái số như thế nào đó. Thì cha mẹ ngài mới là tìm 8 cái người Bà La Môn đi tìm cái người phụ nữ mà có cái vẻ đẹp như là ngài đã vẽ ra. May mắn sao, không biết may mắn hay thế nào mà họ tìm được người đó, cho nên bắt buộc ngài phải là lấy vợ và cưới người đó. Sau khi cưới vậy người đó về đó, thì cái người đó là cũng là muốn tu hành như ngài, cho nên ngài cùng người đó ngồi một chỗ mà thúc thích khóc. Thì sau cái ngài mới hỏi lại, thì cái người đó mới nói rằng thưa ngài, tôi không thích lấy chồng, nhưng mà tại vì ba mẹ ép cho tôi mới là bằng như vậy. Thì ngài Kassapa mới nói rằng tôi cũng vậy, tôi không muốn lấy vợ nhưng mà tại ba mẹ ép, cho nên hai người đó mới là đồng lòng với nhau là mặc dù ngủ chung trong một cái giường nhưng mà để chính giữa hai người một cái gối, và nếu mà khi mà ngủ sáng mà cái gối mất đi mà cái người nào thế này thì cái người đó phải mắc lỗi. Thì họ sẽ sống là như vậy được nhiều năm, và bởi vì những người là có một cái giả tu hành cho nên là họ không có ai mà phạm giới hết đó. Và vì vậy cho nên sau khi mà cha mẹ mà chết đi rồi đó, thì gia tài của ông Kassapa rất giàu có, mà gia tài của người vợ của ngài là Phada Kapalini ấy, Maha Kassapa là Kassapa, còn người vợ là Phada Kapalani, Kapilani. Thì kể cả ngài Maha Kassapa và người vợ của ngài là Phada Kapalani đều là những người mà tu hành, mặc dầu đã trong danh sách đã có nghĩa vợ chồng. Rồi khi mà cái ngài Maha Kassapa thì lúc đó thì họ đi ra ngoài đồng, bởi vì giàu có mà có là người họ cài ruộng. Thế cái người đó hỏi rằng cái người chúng ta cài ruộng gì mà cái lưỡi cài nó cắt đi những con trùng con dế như thế này, thì vậy thì ai là chịu trách nhiệm thế này? Thì có những người nông dân mới nói thì ông là chủ của tôi thì ông phải chịu trách nhiệm đó. Rồi một buổi nọ cái bà Phada Kapalini mới là đem đồ ra mà phơi, tức là đem đồ gạo nếp rồi dựa ra phơi, thì thấy mà có những con gạo như vậy, con nếp như vậy, con sâu con trùng gì trong đó đó, rồi cái chim nó bay xuống nó mổ nó cắn đi. Thì cái bà Phada Kapalani mà hỏi rằng những con chim mà xuống ăn mổ những con như vậy đó thì cái người nào mà chịu cái hậu quả của mà sát sanh những con chim, những con trùng con sâu như vậy? Thì những người lao công mới nói là vậy thì bà chủ là chịu trách nhiệm chứ đâu phải tụi tôi. Thì cả ngài Maha Kassapa và bà Phada Kapalani đều thấy rằng mình sống như thế này nhưng mà vẫn có mang những tội nghiệp như vậy, cho nên họ cương quyết đi tu. Thì khi mà ngài Maha Kassapa thì cương quyết đi tu đó, thì hai người cùng đi tu. Cho nên khi mà đi tu
Rồi cái ngài Kassapa mới nhìn lại là mình đi thế này mà sau lưng mình có một cái người mà phụ nữ mà đẹp tuyệt đi theo thế này thì cũng mang tiếng. Cho nên lúc đó mấy là hai người mới thảo luận thôi, bây giờ một người đi mẫu ngã đó. Thì lúc đó cái cô Phada Kapilani mới nói rằng này ngài, xin ngài đi thẳng đường này, còn Phada sẽ đi đi rẽ bên trái. Thì lúc đó hai người quyết định rời xa đi. Thì khi mà ngài quyết định rời xa đi như vậy thì cái trái đất này nó rung động, nó chịu không nổi cái sự mà chung thủy và giới hạnh mà rất là nghiêm, rất trang nghiêm của ngài Mahakassapa và Kapilani. Thì cái trái đất nó rung động như vậy thì Đức Thế Tôn mới thấy rằng mình sẽ gặp được cái người đệ tử là rất là quý hóa. Cho nên là Đức Phật đã đi một mình, đã đi không dẫn theo đệ tử người nào, mà để đón ngài Mahakassapa. Thì khi mà ngài Mahakassapa đi đến đó thì thấy một cái vùng hào quang, một vùng hào quang tỏa sáng từ Đức Phật. Thì lúc đó ngài Mahakassapa mới nói rằng đây là một cái người mà ta đang tìm. Cho nên ngài Mahakassapa mới là đến Đức Phật đảnh lễ ngài, nói thưa ngài, ngài là sư phụ của con là đệ tử của ngài, thưa ngài, ngài là sư phụ của con là đệ tử của ngài. Thì lúc đó Đức Phật mới này, này Mahakassapa, nếu người nào mà không biết mà nói rằng ta biết đối với một người đệ tử như con, thì cái người đó cái đầu sẽ bể ra làm toán là 7 mảnh. Nhưng mà này Mahakassapa, ta biết và ta nói con là một người đàng hoàng, con là một người đệ tử rất là tốt, và con phải nhớ những lời này. Một người mà đệ tử tu Phật đó, thì phải nhớ, ghi nhớ rằng cái lòng tàm, lòng quý, tức là tàm là hổ thẹn tội lỗi, còn quý là cái sự ghê sợ tội lỗi mình đã phạm. Thì cái lòng tàm là làm lòng quý đó thì con hãy ghi nhớ trong tâm, là mãi mãi sẽ ghi nhớ đó, và phải sống theo là có giới hạnh, là không sát sanh, các tà dâm, vân vân, giải ba điều đó. Thì khi giải ba điều đó thì ngài Mahakassapa đã dâng lời giải về. Thì lúc đó kính thưa chư vị, lúc đó thì có những người mà lúc mà Đức Phật mà thâu nhận ngài Mahakassapa đó, thì trong giáo hội của ngài thì đã có ngài Mục Kiền Liên và Sanputta, là những người mà hai người thượng thủ thanh văn đệ tử Phật. Cho nên khi mà ngài Đức Phật Thích Ca sau khi đi về thì giới thiệu ngài Mahakassapa cho chư vị đó, thì ngài Sanputta muốn thử cái trình độ của ngài Mahakassapa như thế nào, bị hỏi ngài Mahakassapa về những câu hỏi thuộc về giáo pháp, thì thấy là Mahakassapa đều trả lời rất là đúng đắn, chính xác, và điều đó làm cho Nguyên Thông rất là khâm phục, là một người mà khi mà gặp đến Thế Tôn thì đã được Thế Tôn khen tặng, và được khi về chùa thì được ngài Sanputta đã khảo sát và thấy rất là cũng khâm phục cái khả năng của ngài Mahakassapa. Bởi vì vậy cho nên nói về tuổi tác thì mà ngài Mahakassapa hình như là lớn tuổi hơn Thế Tôn. Và khi mà ngài Mahakassapa giữ cái hạnh đầu đà, 13 cái hạnh đầu đà mà ngài Mahakassapa vẫn giữ luôn, mà đến khi mà ngài Mahakassapa đã đắc A La Hán rồi thì Đức Phật là muốn ngài Mahakassapa ở gần ngài, và ngài Đức Phật rất là cũng là nể phục ngài Mahakassapa, là một người vẫn giữ giới luật rất là tốt đẹp. Và vì vậy cho nên là ngài có cái điều mà mọi người
đều là kính nể ngài Mahakasapa, liền vì ngài Mahakasapa đã được Thế Tôn đã thương mến, và chư tỳ kheo cũng thương mến ngài. Bởi vì vậy cho nên sau này thì khi mà Thế Tôn đã viên tịch, thì lúc đó thì cái tin đồn đến nơi, và ngài Mahakasapa lúc đó là không có ở chỗ Thế Tôn, cho nên lúc đó thì nghe tin mới là dẫn 500 vị tỳ kheo đi về. Thì khi mà dẫn 500 vị tỳ kheo đi về đó, thì có người mà người tỳ kheo già già cỡ như Nguyên Thông vậy đó, mà lại hỗn láo mà vô lễ, thì thấy mà chư tăng buồn tiếc, là khóc sụp sùi buồn rầu mà để đi về đó. Thì cái người đó mới nói rằng Đức Phật mà đã qua đời rồi, thì chúng ta đã hạnh phúc chứ không, chứ sao mà quý vị lại là buồn phiền như vậy, là bởi vì khi mà có ngài bảo chúng ta phải làm cái này, phải làm cái này, đừng làm cái kia, thì lúc đó thì ngài Mahakasapa thấy cái điều này nó bất ổn, cho nên sau khi mà đã trà tỳ đã thiêu cái xác của Thế Tôn rồi đó, thì 3 tháng sau cái ngài Mahakasapa mới là triệu tập cái buổi hội họp lại để mà trùng tuyên cái giáo pháp, là bởi vì nếu không thì nhiều người sẽ không có còn hiểu bất giáo pháp, mà có cái hiệu triệu chứng là người ta rất là nói những điều này điều nọ mà vì vậy cho nên ngài Mahakasapa đã thảo luận với những chư tăng, và tất cả chư tăng đều đồng ý, và vì vậy cho nên ngài mới làm cái cuộc mà kết tập kinh điển khi 3 tháng sau khi Đức Phật đã niết bàn. Và nhờ đó mà kính thưa chư vị, đến bây giờ thì chúng ta mới có đủ cái giáo pháp của Thế Tôn. Mà khi kết kinh điển đó thì chúng ta chưa có Tam Tạng, chỉ có Kinh Tạng và Luật Tạng, chứ còn cái Abhidhamma thì mãi đến cái kỳ kết tập kinh điển thứ tư mới đem vào, chứ đến kết tập kinh điển thứ ba vẫn chưa có. Và khi mà kết tập kinh điển như vậy, đến cái ngày kết tập kinh điển lần thứ ba đó, thì cái giáo pháp Đại Thừa cũng chưa có mặt trên trần gian này, chứ mãi đến cái lần kết tập kinh điển thứ tư mới có. Dạ bây giờ con thấy sư phụ đã trở về rồi, giờ con xin được trao mai lại cho sư phụ để mà tiếp tục cái bài giảng dạy của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin mời sư phụ cầm mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Thưa sư phụ. Sa thú xin kính trực sự Nguyên Thông. Thật ra thưa quý vị, đó là chúng tôi xin trở lại bài học Phật ngữ hôm nay, nhưng mà nhân sư Nguyên Thông, khi chúng tôi vào nghe sư Nguyên Thông kể về ngày Mahakasapa đó, thì chúng tôi cũng muốn có một vài điều nói thêm về ngày Mahakasapa. Nhưng mà đầu tiên là câu chuyện vui trước. Mặc dù ngài Kassapa thì ngài là một vị rất là nghiêm, dù là đúng nghiêm ngài Kassapa thì không có gì là vui hết, nhưng mà câu chuyện vui vui là do người đời sau thôi. Đó là hồi nãy quý vị chắc có nghe sư Minh Thông đề cập đến ngài Kassapa và nàng Phát Kapalani. Hai vị này một nam một nữ, và không phải chỉ có trong kiếp hiện tại là vợ chồng thử nghiệm theo cách mà Sư Nguyên Thông có kể đó, tức là có danh nghĩa nhưng mà các vị không có cái sự tiếp xúc về thể xác với nhau, và nhưng mà lại là vợ chồng từ rất nhiều kiếp, tức là xuyên suốt trong hành trình luân hồi đó có khoảng thời gian dài vô tận mà hai vị này là sinh ra hệ sinh làm người là vợ chồng với nhau. Dạ, sinh làm người là vợ chồng. Và ngài Kassapa này ngài lại có một cái khuynh hướng để trở thành Phật toàn giác giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta,
giống như Đức Phật Cô Đàm, Đức Phật của chúng ta. Nhưng mà vì một cái chuyện mà Ngài thối chuyện, do đó Ngài đã trở thành, phát nguyện trở thành một vị thinh văn. Nhưng mà xuyên suốt trong vòng luân hồi dài đó, trong cái việc là Ngài và nàng Phatakapilani đó đã là vợ chồng, nên hai vị cùng là vợ chồng và lại cùng có cái hướng tu tập giải thoát nữa. Do đó trong cái kiếp cuối cùng đó, như là quý vị nghe Siêu Thông kể đó, là hai vị do cái ước muốn của cha mẹ nên lập gia đình, và hai vị cũng hiểu với nhau là cả hai đều muốn sống phạm hạnh, không có tiếp xúc về thể xác, nên có một cái cách là có một cái hàng rào bằng hoa ở trên cái giường ngủ của hai người được dựng lên. Và khi hai người mà cha mẹ mất rồi đó, thì hai người không còn vướng bận gì đó, thì lại rủ nhau đi tu. Và khi mà rủ nhau đi tu, trên đường đi đó, thì lại một sự kiện xảy ra là, như quý vị nghe Sư Quê Thông kể, là hai người thấy rằng không thích hợp để mình đi tu mà cùng hai vợ chồng một nam một nữ, và cả hai đều tài sắc vẹn toàn hết, nên hai vị đã làm một quyết định là làm một cuộc phân ly. Là một cuộc phân ly vĩnh viễn. Vĩnh viễn ở đây nghĩa là trong kiếp này họ không còn bao giờ là vợ chồng nữa. Dạ, và một cái cuộc là một cái cuộc cuộc ly hôn vĩnh viễn là sẽ không còn luân hồi nữa. Tại vì sau này Phatakapilani cũng là một vị thánh ni, cũng đắc quả giải thoát hoàn toàn. Và như chúng ta nghe Sư Quê Thông kể đó, là khi mỗi người, một người rẽ trái, người rẽ phải đó, để đi đó, thì trái đất rúng động. Dạ, trái đất rúng động. Và chúng tôi nói chuyện vui là tại vì chúng tôi có nghe một vị sư đem cái câu khác ở ngoài mà nói là câu chuyện này đó, nếu nói theo ngôn ngữ hiện tại là không phải tại anh, không phải tại em, mà tại vì tu hành nên chúng mình vĩnh viễn xa nhau. Nhưng mà đại khái đó là đó là một cuộc chia tay, mà sự chia tay trong cái đỉnh cao của giác ngộ giải thoát. Và mặc dù cái vị đó chưa giải thoát giác ngộ hoàn toàn, nhưng mà ở trong cái cao điểm cao vời, nghĩa là hai vị này ở cái mức độ thương tận cùng từ vô lượng kiếp, đã là vợ chồng trong nhiều kiếp vậy, ở trong vô lượng kiếp. Nhưng mà rồi khi hai vị chia tay, thì sự chia tay này không có cắn đắng, sự chia tay này không có phiền não, không có đụng chạm, không có gì bất đồng, mà cái sự chia tay này là một sự đồng tâm để chia tay. Câu chuyện đó thực sự nó là một sự chấn động tâm can, không phải thường nếu chúng ta suy nghĩ về việc đó. Bây giờ thì chúng tôi đóng một điểm thứ hai mà hy vọng rằng bữa nay bài dạy, mà tại cái này nếu quý vị trách Siêu Thông, tại Siêu Thông đem chuyện này ra, thì chúng tôi phải nói thêm là khi mình ngày Kassapa còn là một cái người đi tầm đạo đó, chưa xuất gia, đã gặp Đức Phật, thì Đức Phật Ngài dạy hai điều, đó là giá trị của lòng tàm quý và cái sự cái vai trò của cộng đồng tăng chúng, hay là của vai trò của những vị pháp lữ đối với mình đó, cái sự tương quan các pháp lữ đó. Thì thật ra không phải là Ngài Sa Lợi Phất không hiểu điều này, ấy Ngài Sa Lợi Ca Diếp Ngài không hiểu điều này đâu, mà chính những điều này Đức Phật dạy là cái bản chất của Ngài Kassapa. Dạ, bản chất Ngài Kassapa. Thành ra khi Đức Phật Ngài nêu lên những điều đó đó, thì Ngài giống như là Ngài gọi dung điều đó. Cái chuyện đó đó là bản chất của Ngài rồi. Dạ, do đó không phải là Đức Phật khai thị cho Ngài Kassapa, mà Ngài nói lên cái giá trị mà Ngài Kassapa đang có, và Ngài Kassapa hết sức là hoan hỷ điều đó. Thì quý vị nói, ủa, tại sao một người mà tu hành bằng cao siêu mà Đức Phật lại dạy những điều mà có vẻ dường như không có cao siêu? Không phải. Có nhiều khi Đức Phật dạy một điều gì đó là đem ánh sáng cho người mê tối, nhưng có những khi Ngài dạy điều gì đó mà cho những người đó, mà cái bản chất của họ là như vậy, cái cá tính của họ là như vậy, khi họ nghe điều đó, họ đạt đến cái sự khoan hỷ cao độ, thì đạt sự quan hỷ cao độ, họ lãnh hội. Thật ra đây là điều quý vị nên biết. Và ở đây chúng tôi xin nói một điểm như vậy là Ngài Kassapa, Ngài có ba cái điểm mà những người đệ tử Phật khác
hiếm khi có, gần như là không có, trừ trừ một vài trường hợp rất là hiếm hoi. Ba điểm đó là thứ nhất đó là Ngài Kassapa là người đệ tử duy nhất được dùng cái y của Đức Phật. Quý vị biết là Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, những cái tư cụ của Ngài đó là chỉ để cho đệ tử thờ thôi, chứ không có, chứ không có cái chuyện mà y của Đức Phật là dùng là y cũ mà mình đem cái y cũ mình về mình xài, mình không có làm như vậy. Nhưng mà Ngài Kassapa là một đệ tử duy nhất mà khi xuất gia đó, Đức Phật Ngài đổi cái y Tăng Già Lê của Ngài với Ngài Ca Diếp. Cái y Tăng Già Lê Ngài Ca Diếp là cái y Ngài mang theo, còn cái y mà Tăng Già Lê của Đức Phật là do chính Đức Phật Ngài đến bãi Tha Ma đó, Ngài đến bãi Tha Ngài đã lấy ra từ cái xác chết, từ những xác chết rồi Ngài tự tay Ngài mai lại rồi làm cái y kép. Cái y mà ngài Đức Phật lúc đó Ngài đang sử dụng đó, là cái y Tăng Già Lê lấy từ bãi Tha Ma do chính Ngài gọi là phóng tạo y. Và Ngài đã nói lên một câu, và câu nói đó khiến cho Ngài Kassapa đem cái y của Ngài Kassapa cúng dường cho Đức Phật. Và Đức Phật Ngài đã lấy cái y của Ngài, Ngài đổi lên Ngài Kassapa, là Ngài Kassapa được một cái đặc ân lớn trong cuộc đời là sử dụng một cái tư cụ của Đức Phật. Chúng tôi không biết chúng tôi nói về gì, quý vị nghe có, chúng tôi nói có rõ không? Tức là đối với một tất cả chúng sanh trong đời này không ai được quyền sử dụng cái, không ai có thể sử dụng cái y của Đức Phật, cái tư cụ Đức Phật, mà Ngài Kassapa Ngài được quyền được. Và thưa quý vị, một cái điểm thứ hai mà không có ai, rất ít ai, trừ một vài vị, ở trong đó có Ngài Xá Lợi Phất, là Đức Phật dùng người đó để so sánh với mình. Thí dụ như Đức Phật Ngài nói rằng Xá Lợi Phất á, là đúng là một cái vị con có cái tư cách truyền thừa ngôi vị chuyển luân vương. Và nếu có một ai mà nói một cách chân chánh về cái người mà có cái tư cách để nối tiếp và truyền thừa giáo pháp thì người đó phải là Xá Lợi Phất, Xá Phất của Như Lai đó. Nhưng mà với Ngài Ca Diếp thì Đức Phật dạy như vậy: này chi tỳ kheo, nếu với cái ý muốn đó, muốn xuất nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chánh thiền, diệt thân, tứ định mà Như Lai muốn và Như Lai có thể làm, và những điều đó Như Lai có thể làm thì Kassapa cũng, Maha Kassapa cũng có thể làm. Tức là đem cái chuyện mà tu thiền nhuần nhuyễn ở trong thiền định của Ngài Kassapa đem so sánh Đức Phật, cái điều nào Đức Phật có thể làm thì Kassapa làm, thì chưa có đệ tử nào mà Đức Phật so sánh như vậy hết. Đây là một điều rất là hiếm hoi, cực kỳ hiếm hoi. Và điểm thứ ba về Ngài Kassapa đó là đối với tất cả đệ tử, Ngài luôn luôn khuyên nên tinh tấn, nỗ lực. Ngài Kassapa là duy nhất mà được Phật khuyên là bớt tu rồi, bớt. Không, cái này chúng tôi nói thôi, quý vị đừng nghe. Tại vì lúc đó Ngài Kassapa, thật ra Ngài Kassapa Ngài lớn hơn Đức Phật 6 tuổi. Và lúc Ngài cao tuổi rồi mà Ngài vẫn tu Đầu Đà. Và rồi khi Ngài về gặp Đức Phật á, thì Đức Phật nói Kassapa này đã lớn tuổi rồi, hãy về ở bên Như Lai. Tại sao Đức Phật Ngài kêu Ngài về ở bên Như Lai? Là tại vì khi ở với Đức Phật á, thì sẽ không có ở dưới cội cây. Khi đối với Đức Phật thì không ở trong rừng. Khi đó ở Đức Phật thì sẽ đi thọ thực cai tăng cùng Đức Phật, tức là giảm thiểu cái pháp tu Đầu Đà lại. Trong 10 pháp tu Đầu Đà có nhiều cái pháp mà liên quan đến chỗ ở vân vân. Thì đó là cái sự mở lời của Đức Phật. Và nếu Ngài Kassapa Ngài muốn á, thì Ngài có thể phụng hành hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Tại vì sao? Đức Phật kêu Ngài, mà Đức Phật đã kêu rồi thì mình ở, mình không có thực hành pháp Đầu Đà nữa thì do vâng theo lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà ngài Maha Kassapa Ngài là đã đảnh lễ Đức Phật và xin là cho phép Ngài tiếp tục Ngài sống như là Ngài đang sống, bởi vì Ngài muốn làm gương cho đạo hậu tấn, không phải là ngài chưa còn phiền não mà Ngài phải tu Đầu Đà như vậy. Nhưng mà Ngài tu như vậy Ngài muốn làm gương cho hậu thế. Thành ra hầu hết chúng sanh đã gặp Đức Phật đều tu thêm á, phải tươi ráng tu thêm đi. Nhưng mà ngày Maha Kassapa đi phải người bớt chúng ta nói vậy thôi, nhưng mà ý như vậy. Tại vì ba điểm này là ba điểm rất là vi diệu, và dĩ nhiên là về sau này bên Phật giáo Đại thừa do cái điều mà Đức Phật này trao đổi y với Ngài Kassapa nên
có cái chuyện gọi là trao rừng y bát chẳng hạn, trao rừng y bát từ sơ tổ cho đến nhị tổ tới tổ thứ 13 ở bên Trung Hoa vân vân, nhưng mà đó là câu chuyện của Phật giáo Đại thừa. Riêng ở bên Nam tông đó thì ngài Kassapa, ngài là vị Mahakassapa, ngài là vị duy nhất là đã được cái sử dụng cái tư cụ ở đây tức là y của Đức Phật. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta phải trở lại bài học. Bài học hôm nay đã dài rồi mà lại phải nói thêm mấy điều này nữa thì mất thì giờ, nhưng mà cái này là lỗi thầy Sư Nguyên không có sự đã bài ra nói thêm như vậy. Chúng ta trở lại bài học thưa quý vị, tôi mất thì giờ. Hôm nay là bài dài. Bài này chúng ta nói về biến cách của đại từ. Bài 31 á, thì chúng ta có cái chữ danh xưng, nhân xưng đại từ. Bài này á, thì chúng ta học về đại từ. Tại sao gọi là đại từ? Đại từ là một cái tự loại ở trong văn phạm mà nó có thể đứng một mình mà nó vẫn là một câu hoàn chỉnh. Dạ, một mình thôi là cũng một câu hoàn chỉnh. Thí dụ như thường thường chúng ta nói một câu á, thì nó phải có là chủ từ, phải có động từ mới thành một câu. Thí dụ như nó là tôi buồn, hay là nói là chiếc tàu, chiếc xe chạy, chiếc xe chạy thì nó mới thành một câu. Còn nếu nói chiếc xe không thì nó không thành một câu được. Dạ, hay là chạy không thì nó không thành một câu được. Nó phải có túc từ và phải có chủ từ và động từ. Rồi ngoài chủ từ động từ á, thì nó có thể là có một túc từ hay là có một cái mệnh đề bổ nghĩa. Rằng trong tất cả những cái thể loại khác á, thì nó không thể đứng một mình mà thành một câu. Nhưng mà khi nó đại từ á, có nghĩa là một cái chữ mà đứng một mình thì nó cũng có thể gọi là một câu được. Thế giờ hỏi ai, cách nào, ở đâu, mà chúng ta nói trong tiếng Anh là who, when, ở trong tiếng Anh cũng bị những chữ này đứng một mình. Trước kia khi mà chúng tôi còn nhỏ đó thì người ta không nói đại từ, người ta nói là đại danh từ. Nhưng mà sau này thì chúng tôi không thấy cái chữ đại danh từ nên xài, tại vì cái chữ này đó nên dịch là đại từ, pronoun. Mặc dù chữ noun trong tiếng Anh cũng là danh từ, nhưng pronoun dịch là đại từ, có nghĩa là có đôi khi nó làm tính từ nữa. Dạ, có trường hợp nó trở thành tính từ. Như chúng ta nói là bất cứ nhân vật nào, bất cứ nhân vật nào, hay nhân vật đó, hay là nhân vật kia, thì cái chữ nào, chữ kia, chữ đó đó, nó là bổ nghĩa từ chữ nhân vật. Thành ra, trong trường hợp này thì đại từ có thể làm danh từ, và đại từ có thể làm tính từ. Thì hôm trước bài học 31 chúng ta học về nhân xưng đại từ, có nghĩa là nhân xưng là tôi, là chúng tôi, anh, các anh, tức là mình nói chuyện trực tiếp mình với người kia. Chúng ta học bài 31 rồi. Thì bài này chúng ta nói về các đại từ. Ở đại từ á, ở trong tiếng Anh á, thì nó cũng có biến cách theo giống, theo tánh, biến cách theo cách, theo biến cách, và biến cách theo số ít số nhiều. Dạ, số ít số nhiều. Hôm nay hôm nay là bài cuối cùng, và chúng tôi viết bài thì nó dài, thành ra thôi thì như vậy là mình cứ đọc tới đâu hay tới đó. Và nếu quý vị mà còn có cái thắc mắc hay còn có gì thêm thì xem trở lại bài đọc, chứ không chắc là chúng ta có thể học hết. Thì chúng ta biết rằng đại từ á, nó biểu thị ba thứ. Là nó biểu thị sự quan hệ,
biểu thị nó là chỉ định hay là biểu thị, đại từ chỉ cho nghi vấn. Yeah. Chúng ta đi vào trong đó thì chúng ta biết. Ví dụ như chỉ cho sự quan hệ thì chúng ta có chữ vô là người ấy, chỉ định là xô là anh ấy. Dịch sang tiếng Việt thì nghe nó giống nhau, nhưng mà đúng ra thì chữ vô chúng ta có thể dịch là người nào, mà không phải là nghi vấn, là bất cứ người nào. Nhưng mà khi là đại từ nghi vấn chúng dịch là ai hay là người nào. Dạ. Yeah. So là anh ấy, anh ấy là có tư cách là chỉ định, chỉ định rồi anh ấy. Dạ. Yeah. Thì chúng ta nên biết là cái đại từ chỉ sự quan hệ, đại từ chỉ sự biểu thị và đại từ chỉ sự nghi vấn nè, nó sẽ rõ ràng khi mà chúng ta đi vào làm bài tập hôm nay đó. Thì giáo sư Lily de Silva đó đã cho rất là nhiều cái câu kiểu mẫu, và trong câu kiểu mẫu đó khi chúng ta đi vào thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái đại từ chỉ sự quan hệ, đại từ chỉ sự biểu thị và đại từ chỉ sự nghi vấn. Quý vị nên nhớ như vậy là ở trong cái đại từ đó, nó vẫn phải chia theo giới tính, nam tính, trung tính, nam tính, nữ tính, trung tính. Đại từ nó cũng chia theo cái biến cách, ngoại trừ hô cách. Đại từ nó hô cách, hô cách nó trở thành nhân xưng đại danh từ. Yeah. Nhân xưng đại danh từ tức là hô cách. Và ở đây đó thì đại từ, bởi vì nó không phải nhân xưng đại danh từ, thành ra nó phải bỏ hô cách ra. Đại từ trở thành tính từ khi chúng bổ nghĩa nhân từ khác. Hồi nãy chúng tôi có nói lý do tại sao chúng tôi không gọi là đại danh từ, tại chỉ danh từ nó lại làm chúng ta hiểu sai, mà ở đây nó có thể làm danh từ, nó có gì vừa là tính từ, thành ra chúng ta gọi là đại từ. Đại từ trở thành tính từ khi chúng bổ nghĩa cho những danh từ khác. Bây giờ biến cách của đại từ năm tánh số ít, chủ cách là vô, số cô, vô số cô là chủ cách, vô số cô. Quý vị thấy ở đây là dịch là vô là người nào, số anh ấy, cô là ai, người nào, anh ấy, ai. Lát nữa khi mà chúng tôi đi vào trong các câu thì quý vị sẽ thấy như chúng ta nói là người nào thấy pháp là người ấy thấy Như Lai, thì cái người nào đó phải dùng chữ vô. Người nào thấy pháp, người ấy thấy Như Lai. Và cái câu người nào đó nó không phải là câu nghi vấn, nhưng câu nghi vấn đó mình phải nói ai thấy được pháp. Ai thấy được pháp. Và cái định tại từ chỉ định là xô là anh ấy, đối cách là văn, đối cách chỉ định là tăng căng, sử dụng cách là dê ná, tê ná, kê ná, xuất xí cách là giam hăng, yasma, chỉ định là tâm ha, tasma, và nghi vấn là kasma, kisma, chỉ định cách là quan chỉ định của quan hệ là giá sát, chỉ định là tách sát. Tách sát ở đây quý vị sẽ nghe cái tiếng, cái câu mà chúng ta tụng nam mô tách sát phakavato arhato samma sambuddhassa. Đảnh lễ vì đó, là đảnh lễ vì ấy, là Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đứng chánh biên trì. Mà hồi nhỏ chúng tôi vào trong chùa đó, có cái câu kinh mà chúng tôi nghe rất là kỳ, tức là con đem phát lộng thành kính làm lễ Đức Phát Cơ Hoa đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên trì do ngài từ ngộ không thể chỉ dạy. Cái đảnh lễ Đức Phát Cơ Hoa đó đó, chữ đó ở đây tức là chữ Tát Sát, nam mô Tát Sát Phật Cơ Hoa Tu Arhato Samma Sambuddhassa. Nó là đại từ chỉ định. Dạ, yeah, đại từ chỉ định. Kena, xin lỗi, kassa, kissa, sở thuộc cách là yassa, tassa, kassa, kissa, sở thuộc cách là xin lỗi quý vị định sở cách là yam hi, yasmin, tam hi, tasmin, tam hi, kasmin, kim hi, kismin. Cái chữ kim hi kasmin
có khi chúng ta cũng tìm thấy một vài đoạn, nhưng mà nó cũng thuộc thời gian ít ít thấy, thường là Kamhi, Kashmir là nhiều hơn. Riêng về cái đại từ trung tánh số ít á, thì ngoại trừ chủ cách và đối cách có cái riêng của nó, còn những cách còn lại nó giống như danh từ năm tánh mà hồi hồi mà chúng ta đã vừa đọc vậy đó. Quý vị biết là trong văn phạm á, thường thường ta khởi đầu là nam tánh rồi tới nữ tánh rồi tới trung tánh, nhưng mà trong những cái bài học á, thì chúng ta thường thấy là khi mà liệt kê cả ba thì sau năm tánh là tới trung tánh, tại vì trung tánh nó thường nó có nhiều cái trùng lập với năm tánh đó. Nó chỉ khác có cái chỗ là chủ cách đối cách thôi. Chủ cách là trung nói là trung tánh số ít là chủ cách là văn, đại từ chỉ định là tăng, đại từ nghi vấn là kim, đối cách là văn, tăng, kim. Và nữ tánh á, là gia, ví dụ như mình nói là vô. Nhưng mà đôi khi cái chữ vô là nam tánh, nhưng mà nó chỉ chung cho tất cả luôn. Ví dụ nó vô tham măng bát sa tí, tức là ai thấy pháp, thì mặc dù chữ vô đó là nam tánh đó, nhưng mà chúng ta không nói gì là người đàn ông nào thấy pháp, chỉ vô chỉ chung thôi. Nhưng mà mình nói là người nào lễ Phật, người nào lễ Phật, thì chúng ta cũng nói vô bút thăng quanh đa tí. Thì thường là cái chữ vô đó nó sẽ chung cho tất cả người, cả nam tánh nữ tánh luôn. Cái này quý vị để ý, như trong trong tiếng Anh bây giờ người ta cũng có cái rắc rối, người ta nói là manpower tức là nhân lực. Nhân lực thì mấy người họ nói không được, nói men and women, women power tức là năng lực thì phải có năng lực đàn ông và đàn bà nữa. Nhưng mà thật ra chữ men power, chữ men nó chỉ cho đàn nam và nữ luôn, có nhiều khi là như vậy. Ở trong ngôn ngữ thì chúng ta tạm hiểu, dạ, chúng ta tạm hiểu như vậy. Nữ tánh là gia, nữ cánh chủ cách là gia, sa, ta, ca. Đối cách là văn, tăng, khăn. Sử dụng cách là gia giá, ta giá, ca giá. Cái chữ ca giá này quý vị cũng phải cẩn thận lắm. Chữ ca giá cẩn thận, tại vì ca giá đó nó có thể là một đại từ chỉ định cách hay xuất xứ cách, mà ca giá cũng có nghĩa là thân thể chúng ta, và như là các thân của chúng ta, thân tâm. Tuy nhiên quý vị đừng lo lắm, tại vì cái chữ ca giá mà là thân á, thì nó luôn luôn là chia, chứ không bao giờ nó đứng một mình là ca giá. Ca giá ở trong cái văn viết hết á. Dạ, mà khi nào đúng quý vị học chữ ca giá mà đúng như là chữ ca giá ở đây thì đừng nghĩ tới thân á, mà nó phải là một đại từ nghi vấn thuộc về hoặc là sử dụng cách xuất xứ cách, chỉ định cách, sở thuộc cách số nhiều. Dạ, dạ, chúng ta nhớ như vậy. Xuất xứ cách cũng là ca giá, ta giá, ca giá. Chỉ định cách thì là giá sa, gia giá, ta sa, ta giá, ca sa, ca giá. Sở thuộc cách là giá sa, gia giá, ta sa, ta giá, ca sa, ca giá. Định sở cách là giá sang, gia văn, ta sang, ta văn, ca sang, ca văn. Bây giờ hồi nãy là nãy giờ chúng ta nói về cái biến cách nam tánh, nữ tánh, trung tánh, số ít, bây giờ bước vào số nhiều. Bước vào số nhiều thì chúng tôi thưa quý Phật tử là về điểm này đó, thì trong tiếng Việt chúng ta đôi khi có những cái chữ như là chữ chúng tôi nó không nghĩa là ít hay nhiều, thường là mình nói chuyện nhân danh một đoàn thể. Nhưng mà đôi khi như bản thân của chúng tôi là người nói chuyện đó, chúng tôi xin lưu ý quý Phật tử rằng thì chữ chúng tôi đó nghe nó nhẹ hơn chữ tôi, đôi khi chữ tôi nó hơi nhạy cảm hơn. Thành ra cái chữ chúng tôi đôi khi trong tiếng Việt không nhất thiết là số nhiều, nhưng mà ở đây trong sách vở thì tương đối là thì chúng nó phải là bắt buộc là số nhiều. Bây giờ chúng ta bước qua danh từ số nhiều.
dê là chúng họ những người ấy, tê là chúng họ những người ấy, kê là những ai, những người nào. Đối cách là dê, tê, kê, sở dùng cách là dê hí, dê tê hí, kê hí. Sứ sứ cách là dê hí, tê hí, kê hí. Chỉ định cách là dê sân, dê sa nắng, tê sân, tê sa nắng, kê sân, kê sa nắng. Sở thuộc cách là dê sân, dê sa nắng, tê sân, tê sa nắng, kê sân, kê sa nắng. Những cái chữ mà trong hoặc đơn á, tụi quý vị nhớ là ở trong văn viết bình thường, văn xuôi mình không có dùng tới, chỉ dùng trong thể kệ, trong thể kệ gatha thôi. Rồi quý vị ít có khi nào viết gatha, thành ra khi mà làm bài tập quý vị dùng cái chữ chữ như là tê xăng kê xăng, còn cái chữ tê sa năng kê sa năng quý vị đừng dùng, tại vì trừ khi quý vị làm thơ nhé, quý vị đừng dùng mấy cái đó. Định giờ cách là dê xuống, tê xuống, kê xuống, dê dê xuống, tê xuống, kê xuống. Ok. Biến cách đại từ trung tính xuống nhiều, chủ cách là chúng tôi quên gạch bỏ cái phần tiếng Anh, quý vị quên thì bỏ giùm ở trong bài học. Cái này thưa quý vị, chúng tôi phải thưa rằng những cái bài này đó là khi mà lê ao á, là sư thầy Ri sẽ hay gửi chúng tôi cái bản tiếng Anh, và khi chúng tôi dịch đó, thì chúng tôi hay để nguyên như vậy, chúng tôi dịch xong rồi chúng tôi mới xóa đi, có nhiều khi chúng tôi quên xóa. Chủ cách là gia ni, dê, ta ni, tê, ca ni. Những biết cách còn lại giống như danh từ nam tính, như đại từ nam tính. Biến cách đại từ nữ tính xuống nhiều là chủ cách là gia, gia vô, ta, ta vô, ca, ca vô. Chữ ca vô này dễ lầm lắm nha. Cái chữ ca vô này đó, nó cũng có nghĩa là thân, mà nó là chủ cách số ít, ca giá là thân nha. Ca vô, thật ra khi mình đọc mình phải để ý ngữ cảnh đó. Đối cách là gia, gia vô, ta, ta vô, ca, ca vô. Sử dụng cách là gia hí, ta hí, ca hí, ca hí. Chỉ định cách là gia hí, ta hí, ca hí. Sở thuộc cách là gia văn, gia sa nắng, ta sân, ta sân, ta, ta sa nắng, ca, ca sân, ca sa nắng. Định sở cách cũng giống như vậy là gia sân, gia sa nắng, ta sân, ta sa nắng, ca sân, gia sa nắng. Và định sở cách là gia su, pha su và ca su. Bây giờ thì chúng ta nói đến cái tiểu từ là chữ chí, tiểu từ là chí. Tiểu từ này nó hay đi sau những cái đại từ, mà nó chỉ cho cái ý nghĩa là bất cứ ai, bất cứ người nào, bất cứ cái gì, chỉ bất cứ, any, trong tiếng Anh any. Cô chí puriso là bất cứ người, cô là ai, puriso, cô chí là bất cứ ai. Dạ. Cô chí puriso là bất cứ người đàn ông nào, bất cứ người gì. Kina chí purasena là bởi bất cứ người đàn ông nào. Trung tính là kinh chí palang là bất cứ trái cây nào. Kina chí palena là bất cứ trái cây nào. Chữ kinh chí quý vị nghe nhiều lắm. Dạ. Kinh chí kusala kamang, dân kinh chí kusala kamang là bất cứ cái phước lành nào mà con đã tạo. Dạ, kinh chí, chữ này quý vị nghe nhiều lắm, kinh chí. Kina chi pha lê na là bất cứ loại trái cây nào. Nữ tính là ca chi ít chi, bất cứ người nữ nào. Ca gia chi ít chi á, bởi đến của nơi bất cứ người đàn bà nào. Bây giờ chúng ta nói về các trạng từ, đại trạng từ. Đại trạng từ quan hệ đó, thì có chữ là giá thá là nơi nào, giá trá là ở nơi nào, gia tô là từ nơi nào, do đâu, gia tha là cách nào, như thế đó. Như là chúng ta nói gia tha wariwaha pura pariburan sang cấp. Thì gia tha wariwaha bất cứ cái nó như cái cách, như cái cách nào, như thế nào đó, như cách gia tha
cái chỉ gia tha quý vị cũng thường tìm thấy yasma, vì bởi do yada là vào khi nào, gì nó bằng cách nào, ya quá đến khi nào. Đại từ chỉ định là tát thá ở nơi đó, tát trá là tại nơi đó, tát tô từ nơi đó. Cho nên những cái chữ như tát thá, tát trá đó, nó là một cách hành văn, và đó là cách hành văn ở trong tiếng Pali đó. Về cái biểu từ pháp á, nó có một cái nó có một cách nói rất là đẹp, gọi là cách nói luyến lái, lặp đi lặp lại. Thành ra về điểm này thì trong cái phần Pali vỡ lòng chúng ta không học tới về cách hành văn, nhưng mà khi nào mà quý vị học cách hành văn, quý vị sẽ hiểu cái cách dùng khác biệt của những chữ như là yattha, yatra, hay là tattha, tatra, katha, kutra. Mặc dù tiếng Việt Nam thì chúng ta nói ở đâu giống nhau, nhưng mà thật ra nó khác, và thật ra nó khác trong cách dùng. Thì chúng tôi không muốn đào sâu về điểm này là tại vì hiện tại thì nó cũng không có cái nhu cầu dùng đó. Chúng ta học sơ sơ cho biết, đọc sơ sơ cho biết thôi. Đại danh từ chỉ định là tát thá ở nơi đó, tát trá ở nơi đó, tát tô. Chữ tát tô này quý vị sẽ học trong bài kinh Pháp Cú đầu tiên tuần tới. Dạ. Tát tô tăng và hoàn quê tí và trong cuộc cứu hỏng sông ta tô năng ta tô từ đó. Cho nên ta tha là theo đó, ta đa vào lúc đó, tên á bằng cách đó, ta quá là đến khi ấy. Cái chữ ta quá và ta giá là bây giờ là hai cái hiệu, hai cái brand name của đồ của giày và những đồ thể thao, nhưng mà nó không liên quan đến chữ ta quá này hết. Đại danh, đại trạng từ nghi vấn và đại trạng từ cách thá ở đâu, khu trá ở đâu, khu tô từ đâu, cách thăng bằng kasma tại sao, cách đa và lúc nào. Sẽ dĩ gọi những điều này là đại trạng từ à, tại vì nó đi với động từ, và đi với động từ thành ra nó gọi là trạng từ. Bây giờ phần số 10 là những cách thành lập câu, và những vài thí dụ về những cách thành lập câu. Điều này là điều rất là lợi lạc khi mà chúng ta có những cái thí dụ này. Yo athanyu hotiso kumare anusasitung agacchatu. Mong người dân ấy ấy tới để khuyên những đứa con trai. Dạ, mong người dân ấy tới để khuyên đứa con trai. Agachatu là hãy tới, và nó là một cái bệnh lên cách. Nhưng mà vô athanyu hô tiếp cái người nhân ái, và người nhân ái, người mà người nhân ái, người mà là có cái tâm từ ái đó, hãy đến để khuyên lời những đứa con trai. Có lẽ là câu này nói về một những đứa con trai đang làm việc gì đó rất là độc ác, và mong cái người nhân ái đến để khuyên lên những đứa con trai. Dân ahang akankhamano aho sinso agota agato hô tí. Người mà tôi kỳ vọng đã đến. Dân ahang akankhamano aho sin. Người mà tôi kỳ vọng đến. Người mà tôi kỳ vọng đến. So agato hô tí. Người ấy đã đến rồi. Dạ, người ấy đến rồi. Người mà tôi kỳ vọng thì người ấy đã đến rồi. Thì quý vị ở đây quý vị thấy chữ dân, chữ xô, và nó là những đại từ. Và dân là đại từ, nó là đối cách. Và đối cách. Và quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Quý vị chờ chúng tôi chút. Xin lỗi quý vị, nó nghe kỳ nhưng mà không biết sao, con chó chùa mình nó lạ lắm. Nó có cái sự phân biệt giữa người bị trắng với người bể.
người bị rắn thì nó lại không có sủa, mà người bể thì là người bể sủa mặc dù da không đen. Đó là kỳ thị người Mỹ đen với người Mỹ là lùng quá con chó này. Mặc dù ta đến là làm việc nhiều ngày rồi, nó lộn xộn như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đi qua câu là chúng ta đi qua câu tới câu nào hả? Yassasa Pariya Hoti So Phata Punyavantu Hoti. Người nào lấy cô ấy làm vợ là người có phước. Người lấy cô ấy làm vợ là người có phước. Đây là cách khen một người phụ nữ. Người phụ nữ rất là tốt. Mà khi mà nó là ai lấy cô đó là người, được, người đó là người có phước. Câu nói như vậy. Nếu quý vị ở đây quý vị thấy những cái đại từ Yassa hay là So á, nó trở nên rất là đắc dụng trong những câu nói như vậy. Cô ấy là vợ người nào, cô ấy là vợ của người nào thì cái người đó là người có phước. Nó dịch theo cái văn nghĩa. Tức là Yassa Phariya Hoti là cô ấy là vợ của ai đó. Yassa Phariya là vợ của ai. Sa là cô ấy, Hoti cô ấy là vợ của ai đó thì So Phata Punyavantu Hoti thì cái người đàn ông đó là người có phước. Jasmine hatte datu ati te na hatte na bato na ganti tapu hồ tí. Bình bát không nên cầm lấy bởi bàn tay có chạm. Bởi bàn tay có chạm. Thì trong cái câu này dịch như vậy nó thiếu cái chữ gọi là đại từ. Te na hatte na. Hathena là tai. Tena Hathena là bởi bàn tay nào. Và để bàn tay nào có chạm. Nhưng mà nếu trong tiếng Việt của chúng ta dịch là bình bát không nên cầm lấy tài lý bởi bàn tay nào có chạm thì thêm chữ nào thì nó cũng được. Nếu quý vị dịch muốn như thế cũng được. Ở đây thì chúng ta nên để cái chữ bàn tay nào. Bàn tay nào thì bằng tay nào thì chữ nào đó nó là đại từ. Nhưng mà Yasmin Hathi tức là bởi bằng tay nào. Bằng tay nào có chàm á thì bình bác không nên được lấy bởi bằng tay, được cầm bởi bàn tay đó. Nếu chúng ta dịch từ tiếng Phạn cho đủ á, Jasmin hathe datu athi là cái bàn tay nào có chàm á thì tena hathe na bato na ganhi tapo ho ti là bình bát không nên được lấy bởi bàn tay đó, được cầm bởi bàn tay đó. Quý vị nhớ cái chữ chạm này nó khác với cái chữ mà chúng ta nói bàn tay nhúng chàm nha. Cái bàn tay nhúng chàm là bàn tay nhúng một loại màu. Loại màu, cái màu nó dính trong tay, dính lột lắm, không có ra. Nó là một thứ thuốc nhiều. Nhưng mà chữ chàm ở đây đó, từ chữ đắc trú là một loại bệnh, là bệnh chàm. Nó là một thứ bệnh truyền nhiễm. Chữ chàm ở đây, thật ra thì chúng tôi biết là ít có người biết về bệnh chàm này lắm. Và chúng tôi không có nói nhiều, nhưng nó là một thứ chứng bệnh. Yanikamani sukhang avahanti tani punyati honti. Yanikamani sukhang avahanti. Những hành động nào mang lại an lạc. Tani punyati honti. Thì cái những hành động đó có phước, tạo phước. Hay là những hành động nào mang lại an lạc thì những hành động đó tạo phước. Nhưng mà mình dịch như vậy thì nghe nó không có suông tai, thành ra chúng ta dịch là những hành động mang lại an lạc là phước hạnh. Chúng tôi xin lỗi quý vị là khi mà chúng tôi dịch nhanh á, chúng tôi dịch như vậy nhưng mà cái dịch này nó không có chuẩn nha. Không có chuẩn để cho bài học này. Ở trong bài học á thì chúng ta phải dịch như vậy là những hành động nào mang lại an lạc thì những hành động đó là phước hạnh. Thì những hành động đó quý vị phải thêm thì những hành động đó
Tại vì nó ở đây chúng ta đang dịch đại từ, thành ra chúng tôi phải sửa lại. Nếu mà chúng ta nói ngắn, chúng ta nói là những hành động nào mang lại an lạc, đó là phước hạnh, thì đó là suông câu, nó là suông câu, nhưng mà nó thiếu đại từ. Chúng tôi hy vọng quý vị hiểu và thông cảm. Tại vì lúc chúng tôi dịch, dịch trong bản tiếng Anh, chúng tôi dịch sao cho nó gọn tiếng Việt thôi. Hành động nào mang lại an lạc, hành động đó là phước hạnh. Hành động nào, những hành động nào mang lại an lạc, hành động đó là phước hạnh, những hành động đó là phước hạnh. Ya pariya silavati hoti, là những người vợ nào là người có giới á, và có hay là có đức hạnh, đúng là có chữ này có giới hạnh, những vợ đồng có giới. Sa putano biyasati, là đó là một người thân ái đối với chồng, đối với vợ chồng. Cái câu này á thì nó dễ bị hiểu lầm, đâu dễ phải cho hiểu lầm. Chồng hiểu lầm á là hãy người vợ có đức hạnh á, thì người vợ đó là người rất là dễ thương đối với chồng. Ở đây không phải như vậy, mà ở trong này có cái hiểu câu gián tiếp á, là cái người phụ nữ mà có giới á, người phụ nữ có giới hạnh á, thì chính là người đối xử tốt với chồng. Dạ, tốt với chồng hay là thân thương đối với chồng, có nghĩa là người đó là người thật sự thân thương với chồng. Và có giới hạnh ở đây tức là không có ngoại tình, không có đánh cắp tài sản, không có cờ bạc, không có gì đó, thì người đó thật sự là người thương chồng. Chúng ta nói cái hàm nghĩa như vậy là người đàn bà hay là người đàn ông có giới là người thật sự thương vợ hay thương chồng. Cái ý đó như vậy. Câu điện hơi khó dịch thưa quý vị. Dạ, khó dịch. Nếu chúng ta dịch không khéo, ta hiểu rằng người có giới thì luôn nhìn dễ thương, không phải, không phải nhìn dễ thương. Ở đây không có nghĩa là nhìn dễ thương, mà người có giới là người thật sự thương chồng, thương vợ. Dạ. Người đàn bà có giới hạnh là người thật sự thương vợ, thương chồng. Ya ya rakiniya sawabi karabita tăng a hăng na anusarami anusarami. Ở đây có cái chữ, chữ này thì một lần nữa là ở trong tiếng Anh cũng như là trong tiếng Bali nó không có rõ ràng. Dạ. Đó chữ Rachini. Rachini. Rachini có thể là hoàng hậu cũng được, hoàng hậu là vợ vua cũng được, mà Rachini cũng nghĩa là nữ hoàng cũng được. Nữ hoàng thì không nhất thiết có chồng, mà hoàng hậu á thì là vợ vua. Nhưng mà trong tiếng Phạn cũng như trong tiếng Anh đều dùng chữ queen. Có một chữ tên queen. Queen thí dụ như Elizabeth cũng là queen. Mà có những người độc thân là vua, người nữ là vua độc thân cũng là queen, là nữ hoàng. Nhưng mà queen cũng nghĩa là hoàng hậu. Dạ, thí dụ như thái tử Charles, thái tử Charles lên làm vua thừa kế nữ hoàng Elizabeth, thì bà Camilla đó, bà Camilla cũng gọi là queen. Là trong tiếng Anh chữ queen đó có nghĩa là nữ hoàng, cũng có nghĩa là hoàng hậu. Nhưng mà trong tiếng Việt của chúng ta thì phân rõ, về cái này điểm này phân biệt rõ hơn. Nó giống như trường hợp mà thỉnh thoảng quý vị gặp cái chữ grandchildren hay grandson, granddaughter, cháu nội, cháu ngoại đó, thì ở trong tiếng Việt Nam rõ là cháu mà cháu bên nội hay bên ngoại nó khác biệt. Còn ở trong tiếng Anh đó thì là chúng ta nói là cháu thôi, phân biệt. Và chữ cháu trong tiếng Việt Nam đó thì cháu có thể cháu nội, cháu ngoại, cũng thể cháu, cháu dùng chú bằng bác. Ngôn ngữ chúng ta phải hiểu thưa quý vị. Nữ hoàng cũng vậy, nữ hoàng với hoàng hậu trong tiếng Việt Nam chúng là khác. Trong khi đó chữ Rachini, Rachini hay chữ queen thì nó lại không có rõ nghĩa là đó là nữ hoàng hay hoàng hậu. Ahang na anusarami, là tôi không nhớ. Dạ, tôi không nhớ
cái đó đó, điều đó, tôi không nhớ điều đó. Dạ. Ya ya rakiniya sawabi karani karpita. Là mình có thể cái chuyện chúng ta cái du lịch biết rồi, cái bể nước, tức là cái bùn chứa nước ấy, cái bể nước, bể bùn chứa nước ấy, được xây dựng bởi một vị nữ hoàng hay là bởi vị hoàng hậu, nhưng mà không nhớ hoàng hậu nào trong lịch sử, lâu quá đọc không nhớ cái điều đó. Như vậy giá sang sa pha yang số cả tầng và quả tí atapahu manusa sanipatita avasvimsu hay là ahesun, nơi mà ông ấy diễn thuyết ấy, thì đã có nhiều người tụ tập. Chúng ta kể câu chuyện lại. Nơi mà ở nơi đó giá xăng, nơi mà tát thá là ở đó. Nơi mà ông ấy đến diễn thuyết ấy, thì cái thằng Bavatesi tức là thuyết trình, cái thân là lời nói chuyện đó. Dạ. Cái thân của các thi sĩ là vì đó nói chuyện. Dạ. Thì cái nơi đó đó, ba hú là nhiều, mà nói xa người Sanipatita Apawimsu là vân tộc hay tộc hợp. Giá sang itinang Manchusasu suanang atit tayo duarani taketua gehi ikamati. Đây cũng là câu chuyện kể. Dạ. Chắc là cái này là kể là chuyện người ăn trộm đó. Họ đi quan sát là ngày xưa thứ gì nhà người ta cách gần với nhau, người ta hay mở cửa. Dạ, hay mở cửa. Thì cái người này nói người kia là những cái người nào mà có vàng ở trong mấy cái hương rương, mấy cái hộp ở trong hộp á, hộp đựng á, thì người đi ra ngoài hay đóng cửa. Và thấy người ta đóng cửa biết là ở trong nhà có vàng. Thành ra có vàng cất ở trong nhà, giống như bây giờ chúng ta nói có vàng cất ở trong sếp vậy đó. Thì người ra ngoài thì khóa cửa. Nếu không có vàng là cái gì? Dạ, đâu có phải khóa cửa ra bên ngoài. Dạ. Ở đây cái đại từ là gia sang là tayo. Dạ, gia sang ý thị tăng là người đàn bà nào, những người đàn bà nào. Ách là chữ tayo. Doarani là cửa của những người ấy, cái cánh cửa của những người ấy. Cái đó là chữ gia sang và ta vô là hai cái đại từ. Gia su iti su ko to nati ta yo venita paria yo jamataro japawanti. Dạ. Gia su iti su ko to nati tức là cái người phụ nữ nào mà không có cái tính phẫn nộ, cô thô là hay nổi nóng tính, người phụ nữ đó cũng nóng tính, thì ta vô vinita paria vô chamataro chapawanti, tức là cái người đó đó sẽ là những người đó đó sẽ là những người mẹ và những người vợ hiền thục, tức là ý nói là cái người phụ nữ mà tâm tính mà nhu mì đó thì không có nóng tính đó, thì sẽ trở thành một người mẹ, người vợ hiền thục. Cái đó không biết có không, nhưng mà ở trong câu văn này nói như vậy. Yết tháp Pupatayo Thamika Hồn Tí. Thamika Hồn Tí là cái vị vua mà sống đúng pháp hay là sống như pháp hay là sống thuận pháp. Thamika là như pháp hay thuận pháp hay đúng pháp. Đúng theo cái sống cái chân chánh, sống chân chánh, sống theo đạo lý. Dạ, có sống theo đạo lý. Thamika là pháp, là đạo lý, sống chân chánh. Yatha puta putayayo thamika honti, những vị vua nào sống đúng pháp, sống như pháp, sống thuận pháp, thì tatha manusa sukhang vindanti, thì dân chúng ở trong chỗ đó thì dân chúng ở đó thì ăn là dạ.
quý quan hệ trên chữ dân chúng nơi đó, dân chúng xứ đó, dân chúng xứ đó an lạc. Trời, cũng dài quá quý vị quan hệ của anh. Chắc có lẽ là những câu còn lại quý vị chịu khó, và quý Phật tử hoàng hiền chịu khó cứ đọc từ từ. Bây giờ đã hết giờ rồi, chúng tôi phải ra công việc ở bên ngoài. Hôm nay chúng tôi muốn nói lời sau cùng của giáo trình này, đó là đây là một giáo trình phản ngữ vỡ lòng. Ngoại trừ bài học này thì những bài học khác tương đối là ngắn, và những cái gì được ghi trong cái tư liệu này đó, nếu quý vị sắp xếp lại đó, trong tương lai nó tốt để tra cứu cho cái giáo trình phản ngữ sắp tới, đó là giáo kỳ trình phản ngữ dạy bằng kinh Pháp Cú, và dạy phản ngữ qua kinh Pháp Cú thì mình sẽ sử dụng được, tại vì tương đối cái này nó giản lược. Nó cũng giống như trường hợp như vậy là Hòa Thượng Tề Siêu đó đã bỏ thì giờ ra soạn cái thắng pháp toát yếu. Lúc mà quý vị Hòa Thượng giảng á, thì quý vị nghe có hơi nhanh, hơi khô khan, nhưng mà cái tài liệu sẽ rất là quý nếu quý vị dùng làm tài liệu tham khảo, tại vì nó không có dài, rất là dễ tra, và nhất là tra những con số, tra chi pháp này. Do đó nếu quý vị dùng tài liệu đó để mai mốt chúng ta có cái lớp thắng pháp phổ thông á, dạ, thì quý vị sẽ học dễ hơn, dạ, quý vị sẽ có tài liệu dễ hơn. Thì cái tài liệu mà phản ngữ vỡ lòng qua 32 bài này đó của giáo sư Lidi de Silva soạn mà chúng tôi dịch ra ở đây đó, thì nó sẽ là cái tài liệu để quý vị tra khảo, tham khảo. Bởi vì thời bây giờ quý vị đôi khi chúng ta rất cần tra văn phạm, mà tra ở đâu thì quý vị vào tra những điểm này. Chúng tôi xin thay mặt cho tất cả chư tăng quý Phật tử, chúng ta đã trải qua một giáo trình, và tất cả cái tâm thành nào mà học phản ngữ với cái ý nguyện là học Phật Pháp thì điều đó có những cái công đức, những phước báo, và những công đức phước báo này xin được dâng lên các bậc thầy tổ, những vị đi trước, những bậc cha mẹ, những vị hữu ân của chúng ta, và đồng thời cũng hồi hướng cho chư thiên. Và chúng ta cũng mong cái phước lành này góp phần vào sự cầu nguyện cho dân chúng Ukraine, mong rằng có những cái thay đổi mà nền hòa bình có thể trở lại trên đất nước Ukraine, để cho dân chúng xứ này thoát khỏi sự lầm than. Đã có quá nhiều sự chết chóc, đã có quá nhiều những cái bi kịch xảy ra trong đời sống của người dân xứ này. Và sau cùng thì do cái việc cái nỗ lực để thực hiện lớp học này, dù là người dạy cũng như người học, xin cho chúng ta tạo được cái duyên lành với Phật Pháp, đời này cũng như đời sau, chúng ta có chánh kiến và chánh trí, và cuối cùng thành tựu sự giác ngộ giải thoát mà Đức Phật và các bậc thánh đã thành tựu. Nam mô Bụt Thầy. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai với cái giáo trình tương bộ. Nam mô Bụt Thầy. Cung kính trên tòa giảng, sa thú làm thay, xin thay mặt đại chúng tâm hương, chúng con kính trên chư tôn đức đã mở lòng bi mật.